chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 781, vấn đề nan giải của Tô gia. Hổ gia và Bào ca nói gì ở khách sạn Huy Hoàng, Chu Dương không hề biết. Sau khi rời khách sạn, anh về thẳng khu biệt thự ở Vịnh Lục Cảnh. Trước mắt, những điều làm được anh đều đã làm, phần còn lại để xem Hổ gia và nhánh chính Hứa gia phản ứng như nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết 3 ngày. Tết Nguyên Tiêu sắp đến, Tô Hiểu Manh buộc phải rời Đông Hải về thủ đô. Từ lúc giao thừa bắt đầu, cô được nghỉ gần nửa tháng. Công ty cũng phát thông báo để cô sớm quay trở lại, chuẩn bị cho một vài hoạt động trong năm nay. Hu hu, anh Dương, em phải đi rồi. Tô Hiểu Manh ôm chặt tay Chu Dương, vẻ mặt không đành lòng. Cái miệng nhỏ chu lên, tròn mắt nhìn Chu Dương muốn nghe anh nói mấy lời an ủi. Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh, bối rối không biết làm gì. Tô Hiểu Manh ở nhà đợi cũng đã mười mấy ngày, nên cũng đến lúc phải đi làm rồi. Cô là một thần tượng nổi tiếng, suốt thời gian dài ở nhà sẽ dễ bị phát hiện, rồi tin tức bị lan truyền thu hút sự chú ý và điều tra. Đến lúc đó, Chu Dương sẽ bị dư luận để mắt tới. Đó là điều anh không muốn thấy. Được rồi, em ở nhà lâu như vậy, cũng đến lúc đi làm rồi, nếu không hai người còn lại hoạt động thế nào đây? Mà bây giờ em về thủ đô, vẫn có cơ hội quay lại. Anh cũng sẽ thu xếp thời gian ra thủ đô thăm em. Chu Dương dịu dàng an ủi. Hôm qua Tô Hiểu Manh nói rồi, lịch trình nửa năm của nhóm Rocket Girl đã được sắp xếp, không có hoạt động nào ở Đông Hải, khéo nửa năm sau cũng phải xem công ty bố trí như nào. Nên Tô Hiểu Manh không nỡ rời đi. Được rồi, con bé này. Giờ em về đi, chúng ta có thể dùng điện thoại gọi video liên lạc mà. Mẹ anh sẽ nhớ em lắm, nếu em nhớ anh thì hãy nói chuyện với mẹ anh, rồi mẹ anh sẽ bảo người anh này tới thăm em. Chu Dương xoa đầu Tô Hiểu Manh, ánh mắt xúc động, khẽ cười nói. Bà Chu rất thích cô bé tinh nghịch láo lỉnh Tô Hiểu Manh này, khiến bà có cảm giác của một người mẹ. Nhưng hai người không có quan hệ ruột thịt, mà cô bé này là một thần tượng lớn, sống trong một gia đình rất ổn nhưng nhìn chung khá nhàm chán. Giờ Tô Hiểu Manh phải về thủ đô, với hai người điều này khá tốt. Vâng, anh Dương, anh phải tới thăm em nhé. Tô Hiểu Manh gật đầu, lau nước mắt trên mặt, lúc này tâm trạng cô mới phấn khởi lại. Chu Dương nhanh chóng tiễn cô lên máy bay, rồi mới quay lại Vịnh Lục Cảnh. Mấy ngày nay, dù không khí Tết đã qua, trừ Tết Nguyên Tiêu sắp đến, đa số mọi người đều đã quay trở lại làm việc, bắt đầu làm những việc quan trọng. Chu Dương về Vịnh Lục Cảnh thì giam mình trong phòng suy tính chuyện tiếp theo. Bên Hổ gia chưa có tin tức gì, dù trong lòng Chu Dương ôm hy vọng Hổ gia sẽ đồng ý, nhưng mấy ngày nay bên đó vẫn không có ý kiến gì, khiến anh hơi lo lắng và sốt ruột. Thực ra Hổ gia tuổi không nhiều, 45 tuổi. Đang ở thời kỳ sung mãn đầy tham vọng, trong lòng rất phấn khích với ý kiến của Chu Dương. Nhưng Hổ gia không thể quyết được hết ý tưởng khác của mọi người. Sau khi trải qua cuộc tranh đấu nội bộ Hứa gia, chắc chắn sẽ có một vài người lớn tuổi cảm thấy lo lắng và áp lực về thực lực giữa hai bên. Hơn nữa, dù thực lực Chu Dương hiện tại không tệ, nhưng cũng có hạn, không đáng để đại lão gia bên gia tộc ẩn giật Hứa gia để tâm. Tình hình còn chưa rõ ràng thế này. Việc họ đấu với Hứa gia một trận chắc chắn rất nguy hiểm. Nhưng Chu Dương cũng không thể đặt hết kỳ vọng lên Hổ gia, anh cần tìm biện pháp khác. Tại Tô gia, sau khi Tô Tử Vĩ trở về tỉnh Thương Tây, cậu ta về thẳng nhà, không đi đâu cả. Không phải bởi vì không muốn ra ngoài, mà quả thực là không ra được. Lúc này, bầu không khí trong Tô gia rất căng thẳng. Trong đại đường, gia chủ Tô Thế Minh ngồi trên cao. Phía dưới là mấy vị trưởng lão khoảng 60 tuổi, tinh thần ai nấy đều phấn chấn, nếu không nhìn mái đầu bạc phơ và những nếp nhăn in trên mặt, còn tưởng họ đều còn trẻ tuổi. Tô Vĩ ngồi dưới cùng, cúi đầu vẻ khó chịu. Cậu ta muốn ra ngoài mấy ngày nay để đi tìm Ngưu Xuyên và Chu Dương, vì họ có hứa hẹn sẽ cùng nhau luyện võ. Khoảng thời gian ở tỉnh Tương Tây, Ngưu Xuyên có dạy cậu ta vài chiêu thức, nhưng giờ Tô Vĩ được hưởng trái ngọt. Nên trong lòng dục dịch muốn học thêm nữa. Nhưng mỗi khi cậu ta đi ra ngoài sẽ có người chặn lại. Đối phương không quan tâm cậu là con trai của Tô Thế Minh, cũng như người thừa kế Tô gia tương lai hay không. Tô Vĩ nghiêm túc ngước mắt nhìn mọi người trong đại sảnh.
Cậu từng là một công tử bột, nhưng sau khi đi theo Chu Dương và Ngưu Xuyên, cậu quyết định trở thành người tốt, xứng đáng danh tiếng con em trong gia tộc, nên lúc ở Tương Tây, cậu ta tĩnh tâm học tập, học được từ những cách làm của Chu Dương. Lúc này, người trong đại sảnh không nói gì, nhưng Tô Vĩ có thể cảm nhận được sự áp lực đang đè nén. Thực ra hai ngày trước Tô Vĩ mới phát hiện, từ lúc cậu về Đông Hải, bầu không khí trong nhà có gì đó không đúng. Nhờ có sự hợp tác của Chu Dương, nhiều ngành nghề trong nhà họ Tô biến chuyển tốt đẹp, mọi người trong gia tộc ai cũng tràn đầy tự tin, trên mặt thường nở nụ cười. Nhưng từ lúc về nhà, Tô Vĩ nhận thấy, mọi người trong nhà, từ trưởng bối cho đến người giúp việc, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Bây giờ nhìn ông lão ngồi trên cao trong đại đường, Tô Vĩ dù không hiểu lắm, nhưng biết có chuyện không ổn. Những ông lão này là những nhân tố quan trọng không thể thiếu giúp Tô gia trở thành gia tộc hạng nhất ở Đông Hải. Vì trong số bọn họ, vài người là tông sư võ giả, số còn lại cũng gần đạt đến cảnh giới tông sư võ giả, thực lực sánh được với bán bộ tông sư võ giả. Tô Vĩ trước đây cũng nhìn thấy không ít, nhưng số lần gặp thì không nhiều. Phần lớn bọn họ đều là vệ sĩ của gia tộc, được Tô gia chăm sóc. Tô gia cũng cấp bọn họ nguồn tài nguyên luyện võ, bọn họ bảo vệ lại Tô gia. Đây là quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi. Gia chủ, trong tình huống hiện tại, ý kiến của tôi vẫn như cũ, không nên dính dáng vào chuyện này, nếu không Tô gia sẽ chìm trong tai họa. Chương 782, tranh luận và lựa chọn. Một ông già mặc bộ sườn xám màu xanh nhìn gia chủ Tô Thế Minh, trầm giọng nói. Tô Vĩ liếc mắt đã nhận ra đối phương ngay. Tô Trường Hận, vệ sĩ hạng hai của Tô gia, là một tông sư võ giả, thực lực mạnh mẽ, sức mạnh xếp hàng thứ hai trong số những vệ sĩ của Tô gia. Tuy nhiên, trong lòng của Tô Vĩ lại hơi hoài nghi, cậu ta không biết Tô Trường Hận đang nói gì, nhưng cũng thầm suy đoán, có lẽ liên quan đến bầu không khí ngột ngạt của Tô gia trong khoảng thời gian này. Tô Vĩ tuổi còn trẻ, mặc dù là con trai duy nhất của Tô Thế Minh, gia chủ Tô gia trong tương lai, thế nhưng bây giờ, cậu ta cũng phải cung kính trước mặt nhiều vệ sĩ như vậy. Đúng vậy, gia chủ, mọi người ai mà không biết Hứa gia lớn mạnh thế nào. Đó là gia tộc ẩn giật, vượt qua cả gia tộc hạng nhất như Tô gia của chúng ta, dù huy động toàn bộ thực lực của Tô gia cũng không bằng Hứa gia động một ngón tay. Một người vệ sĩ trầm giọng nói, ông ta là vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca, là huynh đệ với vệ sĩ hạng 2, sức mạnh phi phàm, đạt cảnh giới tông sư võ giả. Ngay cả hai vệ sĩ đều nói như vậy, hơn nữa, trong số đó còn nhắc đến một gia tộc ẩn giật Hứa gia. Trong lòng Tô Vĩ kinh ngạc, gia tộc ẩn giật gì, còn có thể vượt qua cả gia tộc hạng nhất sao? Mà Tô gia trước mặt Hứa gia, cũng chẳng là cái thá gì. Tô Vĩ lại không nhớ mình từng nghe nói về Hứa gia hùng mạnh như vậy ở Đông Hải. Nhiều năm trước đây, Đông Hải có một Hứa gia, nhưng là chuyện của năm 60 năm về trước. Đó là Hứa gia của Đông Hải, tuy nhiên sau một loạt biến động xã hội, Hứa gia sớm đã biến mất từ lâu trong dòng chảy lịch sử, không còn tồn tại. Lẽ nào Hứa gia chưa biến mất, mà vẫn luôn ở ẩn, chờ thời cơ phục hồi sao? Trong lòng Tô Vĩ ngầm suy đoán, đồng thời càng tập trung sự chú ý vào lời của những vệ sĩ này. Không sai, Hứa gia được kế thừa đến ngày hôm nay, e rằng cũng vài trăm năm rồi, trong gia tộc không biết đã tích lũy được bao nhiêu sức mạnh. Khác xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Trước đây tôi từng nghe một người bạn nói, e rằng số lượng tông sư võ giả của Hứa gia đã hơn 30 người, phải biết rằng, Tô gia của chúng ta bây giờ, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Đúng vậy, quan trọng là Hứa gia vẫn ẩn náu không xuất hiện, khiêm tốn lạ thường, dường như không hề để lộ thực lực trước mặt người ngoài, không ai biết được tình hình thật sự của Hứa gia, nếu như chúng ta mạo hiểm nhúng tay vào việc này, rủi ro rất lớn. Gia chủ, bây giờ Tô gia đang ở thời điểm phát triển then chốt, hiệu quả cải cách sản nghiệp đã hiện rõ, chỉ cần chúng ta bình tĩnh lại, trong vòng 20 năm, Tô gia chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Mấy người vệ sĩ liên tục nói, dường như đang thuyết phục Tô Thế Minh. Chỉ có vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên ngồi dưới Tô Thế Minh và vệ sĩ hạng 3 Tô Nam Phương, cùng với hai vệ sĩ khác không nói gì. Tô Nam Thiên, Tô Nam Phương là nền tảng thật sự. Sự tồn tại của tổ tiên Tô gia. Vai vế Tô Nam Phương là học trò nhánh bên của ông nội Tô Vĩ, còn Tô Nam Thiên lại là học trò của ông nội Tô Thế Minh, đã gần 90 tuổi, tinh thần minh mẫn.
hai người này là nhân tố quan trọng nhất có thể làm Tô gia trở thành gia tộc hạng nhất, Triều Mộ tông sư võ giả trở thành vệ sĩ. Bình thường Tô Vĩ rất hiếm gặp hai người này, bây giờ đột nhiên nhìn thấy, trong lòng thật sự hơi kích động. Không biết vệ sĩ hạng nhất và vệ sĩ hạng ba có cách nào không? Ánh mắt của vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận di chuyển chậm rãi, nhìn vẻ mặt của Tô Nam Thiên và Tô Nam Phương. Dù sao, bất kể nói thế nào, Tô Nam Thiên và Tô Nam Phương đều có quyền uy tuyệt đối tại Tô gia, thậm chí những vệ sĩ khác cũng cực kỳ tôn trọng hai người này. Điều này không chỉ nói về sức mạnh, mà còn liên quan đến câu chuyện lúc còn trẻ và những hoài bão. Nếu Tô Nam Thiên và Tô Nam Phương chưa mở lời, thì chuyện hôm nay họ bàn luận sẽ không có gì chắc chắn cả. Các vị vệ sĩ, tình hình bây giờ đều là một cơ hội, một sự chọn lựa đối với Tô gia chúng ta cũng như các gia tộc khác. Lúc này, gia chủ Tô Thế Minh lại đột nhiên nói, nhìn nhóm vệ sĩ bằng ánh mắt sáng rực. Những người này đều là nền tảng của Tô gia mười mấy năm nay, mặc dù không sánh được với gia tộc ẩn giật như Hứa gia, nhưng cũng giúp Tô gia bọn họ có chỗ đứng ở Đông Hải, phát triển đến bây giờ, trở thành gia tộc hạng nhất. Gia chủ mở lời, ánh mắt của tất cả vệ sĩ đổ dồn về người Tô Thế Minh. Vừa nãy nhóm vệ sĩ đã chia ra thành hai phe, vệ sĩ hạng 2 Tô Trường Hận và vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca cùng với một số vệ sĩ khác, có ý định không muốn xáo trộn chuyện này. Mà vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên và vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương cùng với hai vệ sĩ khác lại không có thái độ. Trên thực tế, không có thái độ chính là tỏ ra thái độ. Còn bây giờ, với tư cách là gia chủ, toàn bộ quyết định đều nằm trong tay của Tô Thế Minh. Tô Thế Minh rất do dự, cũng khá khó khăn trước sự lựa chọn Tô gia gặp phải bây giờ. Thực sự đây không phải là vấn đề khó khăn gần đây Tô gia mới gặp phải. Mà từ hai tháng trước, gia tộc ẩn giật như Hứa gia đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải, để lộ tung tích và một số thực lực. Mặc dù Tô gia không rõ tình hình cụ thể về gia tộc ẩn giật như Hứa gia, nhưng vẫn biết một số lời đồn, trong đó có vài ghi chép về Hứa gia. Kể từ khi Hứa gia xuất hiện ở Đông Hải, thế cục của toàn Đông Hải bỗng nhiên trở nên phức tạp. Trước đây, mô hình của Đông Hải dù không đơn giản, tuy nhiên phân bổ khá rõ ràng. Gia tộc hạng nhất như Tôn gia, Tô gia, Đinh gia, gia tộc hạng 2 như Lý gia, Thái gia, gia đình hạng 3 như Trần gia, Phương gia, có thể nói phân biệt rõ mồn một. Không chỉ thế, còn những thế lực lớn chưa thành lập gia tộc cũng như vậy, thực lực hạng nhất, như câu lạc bộ Silver Lake, cũng phân biệt rõ ràng với các thế lực khác. Giữa mọi người đều có đẳng cấp khác biệt, giữa hai bên có nguyên tắc ứng xử ngầm. Thế nhưng bây giờ, Hứa gia xuất hiện, gia tộc ẩn giật vượt trên sự tồn tại của gia tộc hạng nhất. Sự xuất hiện của Hứa gia đột nhiên phá vỡ trật tự vốn có ở Đông Hải, làm cho mọi thế lực và sức mạnh có sự chia rẽ nho nhỏ. Giống như những gia tộc hạng 3, thế lực hạng 3, hoặc là một số bên chưa thuộc hạng nào, đương nhiên không quan tâm nhiều đến sự xuất hiện của Hứa gia. Cho dù không có Hứa gia, bên trên bọn họ còn có sự tồn tại của gia tộc hạng 2 và gia tộc hạng nhất, giống như áp đặt lên bọn họ. Nhưng đối với gia tộc hạng nhất và gia tộc hạng 2, bọn họ căn bản ở trên đỉnh kim tự tháp tại Đông Hải, bây giờ đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ, trực tiếp bao phủ lấy kim tự tháp, nói rằng ta là mạnh nhất, các người đều là cặn bã. Bọn họ chắc chắn không thể chịu được. Trong số đó, phản ứng của gia tộc hạng nhất là mạnh mẽ nhất. Căn bản chúng tôi là gia tộc hạng nhất, đứng trên đỉnh cao trên kim tự tháp ở Đông Hải, ngoại trừ một số hạn chế của gia tộc hạng nhất. Không có ai ở trên đầu họ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một gia tộc ẩn giật như Hứa gia, sắp vượt lên trên tất cả gia tộc, nên tổn thất của gia tộc hạng nhất là lớn nhất. Chương 783, còn có một kiến nghị. Cho nên, giai đoạn này, trong tất cả gia tộc ở Đông Hải xuất hiện hai luồng ý kiến. Một bên do Đinh gia đứng đầu, họ chủ trương lặng lẽ quan sát những thay đổi, cho dù xuất hiện một gia tộc ẩn giật cũng không thể nảy sinh ảnh hưởng thật sự nào đối với những gia tộc hạng nhất như họ. Suy cho cùng, bất luận ra sao, nếu như Hứa gia muốn tiếp tục tồn tại và phát triển ở Đông Hải, chắc chắn không thể tách rời khỏi những gia tộc hạng nhất như bọn họ. Bên kia do Tôn gia đứng đầu, họ chủ trương chống đối Hứa gia, hợp tác với các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải, đối đầu với Hứa gia. Hai bên đều có không ít gia tộc ủng hộ. Còn Tô gia, vẫn đang dao động chưa quyết định. Xét về thực lực,
sức mạnh của Tô gia không bằng Tôn gia, không khác gì Đinh gia, theo lý mà nói, cũng giống như Đinh gia. Thế nhưng, toàn bộ sản nghiệp trước mắt của Tô gia đều trải qua thay đổi, có liên quan đến nền tảng tồn tại của Tô gia, không cho phép xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Còn sự xuất hiện của Hứa gia là một việc ngoài ý muốn. Thế nhưng, nếu như Tô gia hợp tác với Tôn gia, chưa nói đến những mâu thuẫn trước đây giữa hai gia tộc, một khi hợp tác với Tôn gia, vậy thì, rốt cuộc là ai nghe theo ai đây? Nếu Tôn gia biết được thực lực của Tô gia không bằng bọn họ, Tôn gia đương nhiên không đồng ý. Thế nhưng nếu Tô gia nghe theo Tô gia cũng không đồng ý. Cho nên Hình Hình trước mắt đóng băng tại chỗ, ánh mắt tất cả gia tộc đều tập trung vào Tô gia, đợi Tô gia đưa ra quyết định cuối cùng. Còn bây giờ, thế lực hai phe đứng đầu Tôn gia và Đinh gia ngang nhau, Tô gia trở thành trọng lượng cuối cùng ảnh hưởng đến cán cân cân bằng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không làm gì, vậy có nghĩa chúng ta đứng về phía Đinh gia, tuy sẽ không chịu áp lực của người khác, nhưng chắc chắn là một ẩn số cho sự thay đổi sản nghiệp của gia tộc chúng ta. Chúng ta đều không biết sự tồn tại của Hứa gia là tốt hay xấu, hơn nữa Hứa gia trước giờ chưa từng thể hiện thái độ. Tô Thế Minh ngồi trên ghế, trầm giọng nói, trên mặt lộ ra nét nghiêm túc. Với tư cách là gia chủ của Tô gia, ông ta cần suy nghĩ chu toàn mọi chuyện mới được. Nếu không, hành động bừa bãi chính là vô trách nhiệm với sự an toàn tính mạng của mọi người Tô gia, với sản nghiệp của Tô gia. Gia chủ, sức mạnh của Hứa gia, cho dù không để lộ ra hoàn toàn, nhưng với tư cách là gia tộc ẩn giật, bất luận ra sao, thực lực tuyệt đối không phải một gia tộc hạng nhất có thể đối đầu, thậm chí, Hứa gia cũng có thể giải quyết hai gia tộc hạng nhất hợp tác với nhau chỉ bằng một chút sức lực. Vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca lớn tiếng nói, nhìn Tô Thế Minh bằng ánh mắt sáng rực, sau đó đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Hành và vệ sĩ hạng 3 Tô Nam Phương, rồi nhìn sang Tô Thế Minh một lần nữa. Vừa nãy ông ta đã thể hiện thái độ của mình. Chưa kể đến Tô gia bây giờ chỉ có 4 tông sư võ giả, thực lực của Tôn gia mạnh hơn Tô gia một chút, nhưng số lượng tông sư võ giả nhất định không vượt quá 6 người. Mà điều này vốn dĩ không là gì trước mặt của Hứa gia. Lời nói của Tô Trường Ca có được sự đồng tình của không ít vệ sĩ. Dù sao, muốn đối đầu với Hứa gia, nên có sức mạnh và át chủ bài mới phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên, bây giờ tất cả sức mạnh và con át chủ bài của Tô gia đều ở đây, căn bản không phải đối thủ của Hứa gia, vậy cần gì đối đầu với Hứa gia nữa? Đúng vậy gia chủ, đừng nói chuyện khác, đầu tiên Tôn gia thể hiện rõ lập trường. Muốn đối đầu với Hứa gia, vì hiện giờ Tôn gia có thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, Hứa gia xuất hiện, Tôn gia bọn họ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Đúng vậy, cho dù là thế, Tôn gia lôi kéo các gia tộc khác, không dám đơn độc đối đầu với Hứa gia, có thể tưởng tượng rằng, Tôn gia căn bản không có bao nhiêu sức mạnh. Bây giờ thái độ của Hứa gia không rõ ràng, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều, cho dù Hứa gia xuất hiện. Lẽ nào có thể gây ảnh hưởng quá lớn đối với Tô gia của chúng ta sao? Tất cả các vệ sĩ không ngừng lên tiếng, toàn bộ sảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng thảo luận không ngừng. Gia chủ, Tôn gia cho người đưa thiệp mời đến. Gia chủ, Đinh gia cũng cho người đưa thiệp mời đến. Lúc mọi người đang bàn luận xôn xao, hai người giúp việc đến cùng nhau, thở hổn hển chạy vào sảnh, đưa cho Tô Thế Minh hai thư mời. Đột nhiên, mọi ánh nhìn trên sảnh đều tập trung vào hai phong thư trong tay của Tô Thế Minh. Thậm chí, đến vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên và vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương vẫn không nói gì cũng liếc nhìn với vẻ nghi ngờ. Sắc mặt của Tô Thế Minh bình tĩnh, chậm rãi mở thư mời của Đinh gia. Chúng tôi chân thành mời gia chủ của Tô gia Tô Thế Minh 3 ngày sau đến trao đổi việc quan trọng tại Thúy Hồ Cư, Đinh Đăng Phong nhà Đinh gia. Sau khi xem xong, sắc mặt Tô Thế Minh không hề thay đổi, tiếp tục mở thư mời của Tôn gia gửi qua. Mọi người nhìn biểu cảm của Tô Thế Minh không có bất kỳ thay đổi nào, liền chậm rãi liếc nhìn nhau, khá tò mò không biết trong thư mời viết cái gì. Mời Tô gia 3 ngày sau cho người đến Thúy Hồ Cư thảo luận việc chống lại Hứa gia, Tôn Càn Khôn. Hai thư mời, ngữ khí khác nhau, thái độ cũng khác, nhưng mục đích giống nhau, thậm chí đến địa điểm thảo luận đều giống nhau. Các người cũng xem đi. Tô Thế Minh đưa cho vệ sĩ hạng nhất hai phong thư, lần lượt truyền tay nhau đọc,
còn ông ta chìm đắm vào trong suy tư. Hai nhà đều thảo luận sau 3 ngày, đồng thời cũng bàn bạc tại Thúy Hồ Cư, Tô Thế Minh có ngốc đến mấy cũng có thể suy đoán ý tứ sâu xa trong đó. Tô Thế Minh đương nhiên biết Thúy Hồ Cư là nơi nào, thực lực hạng nhất, tồn tại cùng cấp bậc với Tô Gia, Tôn Gia và Đinh Gia. Mà hai gia tộc đồng thời gửi thiệp mời, ẩn ý trong đó không nói cũng hiểu. E rằng, đến lúc đó, Tôn Gia và Đinh Gia không thảo luận cùng một phòng tại Thúy Hồ Cư, bất luận Tô Gia qua phòng nào, bên kia cũng hiểu ý. Rất khó để xử lý, rất hóc búa. Tô Thế Minh bây giờ chỉ có một suy nghĩ như vậy. Mọi người nhanh chóng đọc xong hai lá thư mời. Hừ, ức hiếp người quá đáng, còn chưa hợp tác với nhau, Tôn Gia đã có thái độ này sao? Vệ sĩ Hạng Tư Tô Trường Ca đập mạnh vào bàn, nói một cách oán hận. Hai phong thư mời, tuy cùng nói về một chuyện, nhưng giọng điệu và thái độ giữa các dòng chữ trong đó hoàn toàn khác nhau. Đinh gia kính trọng, Tôn gia kiêu ngạo. Vẫn còn chưa hợp tác, Tôn gia lại nói Tô gia với thái độ và giọng điệu như ra lệnh, thì sau khi hợp tác, Tô gia phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Tôn gia sao? Nghĩ kỹ lại, tất cả vệ sĩ rất bất mãn. Thậm chí, đến hai bán bộ tông sư võ giả vừa nãy không nói gì cũng hơi tức giận. Bất kể ra sao, chúng ta cần phải đưa ra quyết định, lựa chọn Tôn gia hay Đinh gia, các vị, phải biết rằng, bất kể chọn bên nào, đều là thách thức và rủi ro rất lớn với Tô gia chúng ta. Tô Thế Minh trầm giọng nói. Có khó khăn gì đâu, chắc chắn là Đinh gia, tôi là người đầu tiên không đồng ý với thái độ của Tôn gia. Vệ sĩ Hạng Tư Tô Trường Ca bày tỏ thái độ đầu tiên, những người khác cũng lần lượt đồng ý. Chọn Đinh gia. Bố, con có một kiến nghị. Chương 784, kiến nghị của Tô Vĩ. Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy Tô Vĩ đang ngồi trong góc giơ tay lên, trên mặt mặc dù hơi thấp thỏm không yên nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nghe thấy lời Tô Vĩ nói, mọi người liền dừng tranh luận, muốn nghe xem Tô Vĩ có ý kiến gì. Tô Vĩ, đừng nói linh tinh. Chuyện này không phải chuyện con có thể quyết định. Nhưng vẻ mặt của Tô Thế Minh lại trầm mặc, thấp giọng quát mắng. Không ngờ rằng Tô Thế Minh lại mở lời vào lúc này. Dù Tô Vĩ có nói gì, thực tế cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với gia tộc. Bởi vì cậu ta cũng chỉ là một công tử bột, mặc dù là người thừa kế của gia tộc, là tương lai của gia tộc, nhưng dẫu sao vẫn chưa trở thành gia chủ. Thử nghĩ lại hoàng đế và thái tử thời cổ đại. Các đại thần đương nhiên sẽ nghe lời của hoàng thượng, nhưng thái độ với thái tử lại không như thế. Không sao, Tô Vĩ, cậu có ý kiến gì, cứ nói ra đi. Vệ sĩ Hạng Ba Tô Nam Phương đột nhiên lên tiếng, cười tít mắt nhìn Tô Vĩ, trên mặt dường như không nhìn ra sự thay đổi biểu cảm nào. Tô Nam Phương vừa dứt lời, Tô Thế Thời cũng không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Tô Vĩ, để cậu ta có chừng mực, lời không nên nói thì đừng nói linh tinh. Tô Vĩ hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nhìn mọi người xung quanh. Chuyện mọi người vừa thảo luận ban nãy, Tô Vĩ ở bên cạnh đã nghe thấy, trong lòng cũng có suy nghĩ, cậu ta biết đại khái tại sao mọi người lại có ý kiến bất đồng trong chuyện này như vậy. Tuy nhiên, để lựa chọn giữa Đinh gia và Tôn gia, Tô Vĩ cảm thấy Tô gia vẫn có một lựa chọn tốt hơn. Trọng tâm mọi người vừa rồi tranh luận. Chẳng qua là chọn lựa Đinh gia sống yên ổn hay là chọn Tôn gia để liều lĩnh đến cùng với Hứa gia, nhưng mọi người có từng nghĩ rằng, lựa chọn bọn họ chưa chắc đã phù hợp với Tô gia của chúng ta hay không? Tô Vĩ trầm giọng nói, lúc này, cậu ta cuối cùng mới cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai mình, cậu ta cũng không dám buông lỏng, mà bây giờ điều mà cậu ta có thể làm được chính là đưa ra cho mọi người có thêm một lựa chọn đa dạng hơn. Thực ra, cả Đông Hải này, nhiều người như vậy, nhiều gia tộc và thế lực lớn, không hẳn chỉ có hai lựa chọn là Tôn gia và Đinh gia. Lẽ nào còn có lựa chọn khác? Tô Vĩ, cậu nói xem. Nghe Tô Vĩ nói như vậy, lập tức có hai vị vệ sĩ thúc giục cậu nói tiếp. Đương nhiên là có rồi, mọi người lẽ nào đã quên rồi, trước kia khi trong nội bộ nhà chúng ta có mâu thuẫn, đã tìm ai đến giúp đỡ rồi sao? Tô Vĩ khẽ cười nói. Không sai, người trong lòng cậu nghĩ tới. Chính là Chu Dương. Trước kia nội bộ Tô gia xảy ra tranh đấu và bất đồng. Tô Thế Cầm và Tô Thế Minh tranh giành vị trí gia chủ,
lúc đó, Tô Thế Minh đã tìm Chu Dương giúp đỡ, hoàn toàn đánh bại Tô Thế Cầm. Mà chuyện này, trong nội bộ của Tô gia, cũng không phải bí mật gì, thậm chí khi đó hai người Tô Thế Cầm và Tô Thế Minh tranh đấu, những vị vệ sĩ này cũng mặc kệ cho sự việc xảy ra. Dẫu sao, bất luận là Tô Thế Minh hay Tô Thế Cầm làm gia chủ, đối với các vệ sĩ mà nói cũng không có khác biệt gì lắm, bọn họ là anh em ruột, đều là huyết thống của Tô gia, như vậy là đủ rồi. Cậu nói Chu Dương sao? Vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca khẽ nheo mắt lại, trầm giọng nói, rơi vào trầm tư, bắt đầu lục lại một số ký ức về Chu Dương. Không sai, chính là Chu Dương. Tô Vĩ cười nói, trên mặt đầy sự tự tin. Tô Vĩ biết rằng, ngay cả năm gia tộc lớn ở Tương Tây cũng không làm gì được Chu Dương, cho dù Hứa gia có mạnh hơn nữa lẽ nào còn có thể mạnh hơn mà năm gia tộc lớn mạnh giống như Tô gia hay sao? Hơn nữa, mặc dù Tô gia không thể so được với Hứa gia, nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực, ở Đông Hải này thực sự là một gia tộc hạng nhất. Một tổ hợp như vậy kết hợp lại lẽ nào còn không đấu lại được một Hứa gia? Nghe Tô Vĩ nói như vậy, mọi người trầm mặc, không ai mở lời. Ngay cả vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca vẫn luôn khá sôi nổi cũng im lặng không nói gì. Đương nhiên bọn họ đều biết Chu Dương. Nhưng chuyện hôm nay khác xa so với chuyện mà Chu Dương có thể nhúng tay vào. Chưa kể tới Tô gia bọn họ như thế nào, một khi Chu Dương nhúng tay vào việc của Hứa gia, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tô Vĩ, tính nghiêm trọng của chuyện này một lời khó nói hết. Chu Dương không thích hợp xen vào đâu. Không một ai nói chuyện, Tô Thế Minh đành lên tiếng. Những người khác nghe thấy Tô Thế Minh nói như vậy cũng không ngừng gật đầu. Trước mắt, đã không còn là cuộc chiến nhỏ giữa Tô gia, Đinh gia và Tôn gia nữa, nó đã dây dưa tới gia tộc ẩn giật Hứa gia, ngay cả gia tộc hàng đầu như bọn họ đều không thể so sánh, Chu Dương có thể có vai trò gì được chứ? Lẽ nào là dựa vào công ty danh dương và câu lạc bộ Silver Lake sao? Càng huống hồ, câu lạc bộ Silver Lake cũng chỉ ngang hàng với Tô gia, như vậy cũng không phải đối thủ của Hứa gia. Tại sao, bố, các vị vệ sĩ, Chu Dương không đơn giản như mọi người nhìn thấy đâu, trước kia năm gia tộc lớn ở Tương Tây không làm gì được anh ấy, thử hỏi người như vậy có thể dùng mắt thường đánh giá sao? Tô Vĩ lớn tiếng nói. Hơn nữa, trước kia khi con trở về, không phải đã nói những chuyện xảy ra ở Tương Tây cho mọi người nghe rồi sao, lẽ nào mọi người cho rằng con đang nói dối ư? Lúc đầu khi Tô Vĩ và Chu Dương quay về Đông Hải, cậu ta đã ngay lập tức nói những chuyện xảy ra cho Tô Thế Minh. Theo quan điểm của Tô Vĩ, kể hết những chuyện này với Tô Thế Minh chính là muốn để ông không dùng ánh mắt trước kia nhìn nhận Chu Dương. Thử nghĩ xem. Trong thời gian hơn một năm liền giúp cho công ty danh dương trở thành công ty mỹ phẩm nội địa số một Đông Hải, hơn nữa còn thành lập một hiệp hội mỹ phẩm hô mưa gọi gió ở Đông Hải, còn cả hiệp hội ngành truyền thông. Hơn nữa ở một nơi không có trợ lực như Tương Tây, Chu Dương vẫn có thể dẹp bỏ khó khăn, thu phục được năm gia tộc lớn ở Tương Tây. Người như vậy, thủ đoạn có đủ, hơn nữa năng lực cũng không hề kém cỏi. Hoàn cảnh trước mắt của Tô gia khá khó xử. Đặc biệt là Đinh gia và Tôn gia đều gửi lời mời tới khiến Tô gia rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này nếu như không tìm Chu Dương tới giải vây, Tô gia rất khó có thể xử lý ổn thỏa. Tô Vĩ nói hết toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình ra, sau đó nhìn mọi người, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Thực tế, Tô Vĩ cảm thấy sự thay đổi trong bản thân vô cùng lớn. Trước khi quen biết với mấy người Chu Dương, Tô Vĩ cảm thấy bản thân chỉ là một công tử bột. Thường xuyên tụ tập ăn chơi với bạn bè ở ngoài. Chính vì vậy, ở bên ngoài cậu ta luôn bị người như Tôn Thiên ra sức chèn ép, mỗi lần nhìn thấy đối phương liền hoảng sợ mà bỏ chạy, trở thành trò cười cho người khác. Nhưng kể từ sau khi quen biết với mấy người Chu Dương, cậu cảm thấy dường như mình đã thay đổi. Mặc dù vẫn ham chơi như trước nhưng tính cách cũng đã trầm ổn lại từng chút một. Thời gian ở Tương Tây lâu như vậy, Tô Vĩ không đi lung tung. Căn bản đều ở trong khách sạn, mỗi ngày nhìn xem Chu Dương làm gì, phân tích xem tại sao anh lại làm như vậy. Tô Vĩ cảm thấy bản thân đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Chương 785, lại đến Tô gia. Nếu là trước kia, gặp phải chuyện như vậy Tô Vĩ sẽ lười nhác cho qua, cho dù Tô gia bị lật đổ cũng chẳng liên quan đến cậu ta. Nhưng bây giờ Tô Vĩ cảm thấy bản thân là con trai của Tô Thế Minh, lại còn là người thừa kế của Tô gia.
chủ nhân tương lai của Tô gia, vậy thì bây giờ cậu ta nhất định phải suy nghĩ cho tương lai của Tô gia. Mà hợp tác với Chu Dương chính là cách mà Tô Vĩ cho rằng phù hợp nhất, cũng là yếu tố quan trọng nhất mà Tô Vĩ nghĩ rằng có thể giúp cho Tô gia đứng vững ở Đông Hải. Yên tĩnh, trầm mặc, tất cả mọi người đều im lặng. Tô Thế Minh cũng không nói gì, vệ sĩ hạng 4 cũng không lên tiếng. Những lời nói của Tô Vĩ vừa nãy quả thực khiến lòng bọn họ bị khuấy động. Lúc này không ít vệ sĩ đều đã âm thầm đánh giá gia chủ tương lai của gia tộc. Trong ấn tượng của bọn họ, Tô Vĩ trước giờ là một công tử ăn chơi, nhưng bây giờ có vẻ không phải như thế. Không chỉ vậy, lời mà Tô Vĩ vừa nói còn khiến không ít người kinh ngạc, đến cả bọn họ cũng không ngờ tới chuyện này. Đúng thế, thực lực của Tô gia bây giờ không lớn mạnh như trước nữa, các sản nghiệp dự án của gia tộc đang trong quá trình cải cách, là tốt hay xấu đều không nhìn thấy được. Mặc dù bây giờ xuất hiện một Hứa gia, Tô gia lại đối mặt với sự lôi kéo của Tôn gia và Đinh gia, nhưng thực tế bất cứ nơi nào cũng đều không nghĩ cho lợi ích của Tô gia. Tôi nghĩ hay là tìm Chu Dương đến đây nói chuyện một lát. Vệ sĩ hạng 3 Tô Nam Phương đột nhiên nói. Mà người này vừa mở lời, lập tức các vị vệ sĩ khác cũng lên tiếng. Không sai, dù sao Tôn gia và Đinh gia đều muốn gặp chúng ta vào 3 ngày sau. Những ngày này chúng ta tìm Chu Dương qua nói chuyện, xem cậu ta có cách nào hay không. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Sau đó có cả 7 vệ sĩ cùng đồng ý, thậm chí đến cả vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca cũng chậm rãi gật đầu. Được rồi, nếu đã như vậy, thì Tô Vĩ, con hãy đi liên hệ với Chu Tiên Sinh, hỏi ý kiến của cậu ta sau đó mời cậu ta đến Tô gia một chuyến. Tô Thế Minh trầm trọng nói. Giống như chỉ định ý kiến cho cuộc thảo luận lần này. Khi Chu Dương nhận được điện thoại của Tô Vĩ, anh khá bối rối. Anh đã chờ ở Vịnh Lục Cảnh mấy ngày nay, nhưng bên phía Hổ gia vẫn không có bất cứ tin tức gì, giống như đột nhiên biến mất. Nhưng Chu Dương cũng không nóng vội, phía bên kia Hứa gia vẫn chưa tìm ra được dấu vết của anh vẫn có thể chờ thêm vài ngày nữa. Mà lần này không chỉ đối với Chu Dương, mà đối với đám người như Hổ gia càng là một cơ hội vô cùng to lớn. Nếu thành công, vậy thì bọn họ có thể trở lại Hứa gia, trở thành nhánh chính của Hứa gia. Còn nếu thất bại, cùng lắm thì rời xa khỏi Đông Hải, thế giới rộng lớn như vậy, nơi nào mà chẳng đi được. Vì vậy mấy ngày nay Chu Dương đều suy nghĩ, nếu như Hổ gia đồng ý, mình nên làm thế nào mới có thể đối phó được với những thủ đoạn thanh thế uy lực của phía Hứa gia bên kia. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Vĩ lại gọi tới. Bảo tôi đến Tô gia sao? Chu Dương khá kinh ngạc, anh không biết vào lúc này Tô Vĩ mời anh đến Tô gia có chuyện gì. Lẽ nào, Tô gia đã biết chuyện giữa anh và Hứa gia rồi sao? Có lẽ không phải, nếu như Tô gia đã biết, vậy thì những gia tộc hạng nhất có lẽ cũng đã biết rồi. Mà theo như ân oán giữa Chu Dương và bọn họ, đặc biệt là Tôn gia và Đinh gia đều có ân oán không nhỏ với anh. Bọn họ vào lúc này không thể nào không làm gì cả. Có chuyện gì sao? Chu Dương trầm giọng hỏi. Liên quan đến Tôn gia và Đinh gia, lão đại à, anh biết Hứa gia không? Tô Vĩ cẩn thận từng ly từng tí kể lại chuyện vừa xảy ra ở đại sảnh, không giấu giếm bất cứ điều gì. Thực tế, Tô Vĩ cũng không có lý do để giấu giếm, theo suy nghĩ của cậu ta, Chu Dương chính là lão đại không gì là không làm được. Cho dù cậu ta có giấu thứ gì Chu Dương cũng có thể nhanh chóng nhìn thấu, hơn nữa trong lòng sẽ lưu lại khúc mắc. Điều này đối với ai cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa lần này mời Chu Dương đến Tô gia là bởi vì Tô gia muốn nhờ sự giúp đỡ, có ý muốn được sự cố vấn, vì thế càng cũng không thể làm chuyện bất lợi với Tô gia. Chu Dương im lặng lắng nghe, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Xem ra sự xuất hiện của Hứa gia không hề đơn giản như vậy. Ngay cả một gia tộc hạng nhất như Tô gia cũng bị kinh động, hơn nữa còn dẫn đến sự cảnh giác của Đinh gia và Tôn gia. Được rồi, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ qua đó. Cúp điện thoại, Chu Dương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thời gian suy tư lần này còn dài hơn nhiều so với lần trước. Chuyện giữa Tô gia, Tôn gia và Đinh gia còn phức tạp hơn so với việc giữa Hổ gia và Hứa gia. Đầu tiên, chuyện giữa Hổ gia và Hứa gia vô cùng đơn giản, tổng kết lại chỉ có một điểm là thù hận, Hổ gia muốn lật đổ Hứa gia, để ông ấy có thể quay lại Hứa gia, nhánh phụ trở thành nhánh chính.
mà chuyện giữa Tô gia, Tôn gia và Đinh gia chẳng qua là những sự khác biệt nảy sinh trong lòng của ba gia tộc đối với sự xuất hiện của Hứa gia. Dưới những yếu tố tâm lý khác nhau như vậy, ba gia tộc sẽ có những phản ứng khác nhau. Mà đây cũng là điểm vô cùng phức tạp. Bây giờ xem ra Tôn gia đang cứng rắn, còn Đinh gia thì tùy ý, nhưng ai biết được thái độ cuối cùng của bọn họ sẽ thay đổi hay không. Có lẽ sau khi Tôn gia ý thức được sức mạnh của Hứa gia cũng sẽ lựa chọn làm con rùa rụt cổ giống Đinh gia. Đương nhiên quan trọng nhất là Chu Dương và Tôn gia, Đinh gia đều có ân oán, lúc này lại liên quan tới chuyện này, sự thay đổi trong đó ngay cả Chu Dương cũng không đoán ra được. Nhưng dù thế nào, anh vẫn cần đến Tô gia một chuyến. Song nghe ý trong lời nói vừa rồi của Tô Vĩ, Tô gia thực tế có hai luồng ý kiến. Một là lựa chọn giống Tôn gia, hai là lựa chọn giống Đinh gia. Chu Dương biết có lẽ là do điểm mâu thuẫn này, Tô Vĩ mới tìm đến anh giúp đỡ. Ngày hôm sau, Tô Vĩ đưa Ngưu Xuyên và Chu Phong nhanh chóng cùng đi tới Tô gia. Nguyên nhân dẫn theo Ngưu Xuyên và Chu Phong rất đơn giản, Tô gia là một gia tộc hạng nhất, hơn nữa sau khi gia tộc gặp phải chuyện này lại có hai phe, trong đó một phe giống Tôn gia, muốn cứng rắn chống lại Hứa gia. Chỉ từ điểm này Chu Dương có thể nhận ra trong gia tộc Tô gia nhất định tồn tại tông sư võ giả, bằng không Tô gia không thể nào có cách nghĩ như vậy. Hơn nữa Chu Dương đoán rằng Tô gia có lẽ không chỉ có một tông sư võ giả. Vì vậy để an toàn, lát nữa không xảy ra xung đột, hai bên duy trì được mối quan hệ tốt đẹp, Chu Dương đã đưa theo Ngưu Xuyên và Chu Phong. Bất luận thế nào, tốt xấu gì cũng là hai tông sư võ giả. Ngay cả ra ngoài cũng đem theo hai tông sư võ giả thì thế lực của Chu Dương sẽ lớn mạnh thế nào? Chu Dương chính là muốn tạo ra ảo tưởng như vậy cho người của Tô gia, đặc biệt là những tông sư võ giả kia, đối mặt với tông sư võ giả như Chu Phong và Ngưu Xuyên, nhất định trong lòng sẽ có dè chừng, không đến mức ngang ngược trắng trợn. Lần trước đến Tô gia cũng đã là chuyện nửa năm trước, khi đó anh giúp Tô gia giải quyết xung đột nội bộ, để Tô Thế Minh chính thức trở thành gia chủ của Tô gia, nắm trong tay mọi quyền hành ở Tô gia. Bây giờ lại một lần nữa tới Tô gia, trong lòng của Chu Dương cũng không quá lo lắng. Dù sao bất kể thế nào, Tô gia cũng chỉ là một gia tộc hạng nhất. Chương 786, tôi từng tranh đấu với Hứa gia. Chu Dương không phải chưa từng đến nhà gia tộc hạng nhất bao giờ. Ở tỉnh Tương Tây, Giang gia và Trương gia đều là gia tộc hạng nhất, Chu Dương cũng ra vào mấy lần, không có gì ngạc nhiên lắm. Lúc Chu Dương tới, tin tức nhanh chóng được báo vào Tô gia. Có Tô Thế Minh và một nhóm vệ sĩ đang đứng chờ ở đại sảnh. Nên lúc Chu Dương đi vào, ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía anh. Có cả thán phục, có cả khinh thường, nhìn chằm chằm anh xăm soi. Chu Dương không quan tâm đến những ánh mắt đó. Tô gia chủ. Chu Dương bắt tay Tô Thế Minh chào hỏi. Chu Dương tiên sinh có thể tới khiến tôi rất vui. Mau lại đây ngồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn sự chiếu cố giúp đỡ Chu Dương tiên sinh dành cho Tô Vĩ. Tô Thế Minh cười, bảo Chu Dương ngồi ngay dưới ông ta. Đó là thành ý cao quý nhất dành cho khách. Chu Dương không bận tâm đến lời cảm ơn của Tô Thế Minh trước sự chiếu cố anh dành cho Tô Vĩ. Lời khách sáo như vậy có ý gì, Chu Dương nghe là có thể hiểu. Không có gì, Tô Vĩ là đứa trẻ tốt, tương lai có thể giúp Tô gia phát triển mạnh. Chu Dương cười nói, kẻ tung người hứng nói những lời tốt đẹp. Chu tiên sinh, lần này cậu tới đây, chắc Tô Vĩ đã nói với cậu là tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tô Thế Minh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đề cập đến tình hình hiện tại. Nghe ông ta nói vậy. Mười mấy người vệ sĩ kia lần nữa đồng loạt nhìn Chu Dương, muốn nghe Chu Dương trả lời. À, Tô Vĩ có nói với tôi rồi. Lúc biết tin tôi khá kinh ngạc, không ngờ mọi người cũng biết sự tồn tại của Hứa gia. Chu Dương cười khẽ, thản nhiên nói, giọng điệu có chút kinh ngạc như thể anh thật sự thấy vậy. Lời Chu Dương nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến mười mấy vệ sĩ kia bất mãn trong lòng. Tên danh này, thật quá kiêu ngạo. Hừ. Tô gia chúng ta là gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, thực lực đứng đầu, biết đến Hứa gia thì có gì khó hiểu. Ngược lại là anh, khéo anh mới là người không biết gì về Hứa gia. Có cần tôi phải nói lai lịch Hứa gia cho anh không? Một người vóc dáng cao to lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Chu Dương coi thường. Anh ta là Tô Thái, thực lực bán bộ tông sự võ giả.
địa vị trong Tô gia tầm trung, vốn dĩ không ưa Chu Dương, mà giờ nghe anh nói vậy thì không giấu nổi sự khinh bỉ trong lòng. À, gia tộc ẩn giật Hứa gia, có ai mà không biết chứ? Chu Dương liếc qua một cái, hờ hững đáp trả. Lúc anh nói vậy, không ít người đều bất ngờ. Chuyện gia tộc ẩn giật Hứa gia hôm qua không ai nói cả. Tô Vĩ là người thông báo cho Chu Dương, trong khi Tô Vĩ cũng không biết điều này, nên chắc chắn cậu ta không nói cho Chu Dương. Nhiều người quay ra nhìn Tô Thế Minh, nếu có ai nói cho anh biết chuyện này, chỉ có thể là ông ta. Tô Thế Minh bắt gặp ánh mắt mọi người, khẽ lắc đầu, nụ cười dần tắt. Thấy ông ta lắc đầu, trong lòng mọi người lại rất ngạc nhiên. Nếu Tô Thế Minh không nói cho Chu Dương, thì sao anh biết? Sao anh biết? Tô Thái trầm giọng hỏi, ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh ta không ngờ Chu Dương lại biết Hứa gia, thậm chí còn biết Hứa gia là gia tộc ẩn giật. Đó là những thông tin người thường không biết được. Số người ở Đông Hải biết về thế lực và lai lịch của gia tộc ẩn giật Hứa gia chắc chắn không quá một bàn tay. Tô Thái mặc định không có Chu Dương trong đó. Tôi với mấy người bên Hứa gia giao đấu vài ngày trước, nên cũng biết ít chuyện của Hứa gia. Chu Dương thản nhiên đáp, biểu cảm tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, trông thâm sâu khó lường. Chu Dương càng như vậy, càng khiến đám vệ sĩ Tô gia kinh hãi không thôi. Họ nhìn anh ánh mắt khó hiểu. Tên danh này giao đấu với Hứa gia, mà vẫn còn nguyên vẹn đứng đây. Điều này nghĩa là đến một người như Chu Dương mà Hứa gia không đối phó nổi, chắc là khi đối đầu với thế lực của Tô gia cũng sẽ như vậy. Lập tức mấy vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ xem ra Hứa gia không có mạnh như lời đồn, mà Tô gia giờ có tới 4 tông sư võ giả, tay nghề điêu luyện để ứng phó với Hứa gia. Nhưng lúc đó Hứa gia chỉ phái một tông sư võ giả tới nên nhìn không đã lắm, chậc chậc. Chu Dương lại nói tiếp, vừa nói vừa lắc đầu, giống như tông sư võ giả bên Hứa gia chỉ là món khai vị với anh. Hừ, láo toét, tông sư võ giả như nào, anh đủ trình mơ tưởng sao? Tô Thái lạnh lùng nói, ánh mắt mỉa mai nhìn Chu Dương. Tên danh này quen thói khoác lác, gì cũng dám nói. Lại còn chỉ có một tông sư võ giả, nhìn không đã lắm. Tên danh này có biết tông sư võ giả là gì không, biết tông sư võ giả có ý nghĩa như nào không? Tô gia bọn họ giờ chỉ có 4 tông sư võ giả, nhưng cần mỗi vậy đã đủ để trở thành gia tộc hạng nhất ở Đông Hải. Một gia tộc tầm trung nếu có tông sư võ giả, thì gia tộc này nhất định có thể trở thành một gia tộc lớn. Tô Thái tập trung nhớ lại, nhưng không nghĩ có Chu gia ở Đông Hải. Nên rõ ràng tên Chu Dương này đang khoác lác. Tông sư võ giả, khó vậy sao? Chu Dương cười khẩy, nhìn Chu Phong rồi khẽ gật đầu. Chu Phong lập tức từ sau lưng anh bước ra, trên người tỏa ra khí lực của tông sư võ giả. Trong nháy mắt, mọi sự chú ý đổ dồn lên Chu Phong. Mặt ai cũng rất kinh ngạc, khí thế vừa nãy chắc chắn là tông sư võ giả, không sai được. Nhưng ông ấy đứng sau lưng Chu Dương, giống như một người đầy tớ. Một tông sư võ giả như vậy, nếu ở Tô gia sẽ được bọn họ tôn sùng kính cẩn, địa vị cao hơn Tô Thái rất nhiều. Tô Thái ngẩn người, ngơ ngác nhìn Chu Dương, thầm run rẩy. Không chỉ có Tô Thái, mà không ít những vệ sĩ khác đều nhìn Chu Dương với ánh mắt phức tạp lạ thường. Một người ngẫu nhiên bên cạnh cũng là tông sư võ giả, vậy lai lịch Chu Dương rốt cuộc là gì? À, cậu bạn Chu Dương, tôi tò mò quá, sao cậu lại tranh đấu với Hứa gia vậy? Lúc mọi người đang kinh ngạc, vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt ông ta nhìn Chu Dương chăm chú, nhưng đến lúc hỏi Chu Dương lại nhanh chóng trở về vẻ thản nhiên. Chương 787, hai tông sư võ giả. Lời của vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca trong nháy mắt thu hút sự chú ý của những vệ sĩ khác. Đúng vậy, người như Chu Dương làm sao tranh đấu với Hứa gia được. Phải biết rằng, Tô gia bọn họ là gia tộc nổi tiếng ở Đông Hải, từ trước đến nay cũng không có mâu thuẫn gì với Hứa gia. Nhưng Chu Dương lại vừa nói anh đánh nhau với Hứa gia, đúng là không khỏi khiến người ta nghi ngờ. À, chuyện riêng thôi, chuyện này không quan trọng lắm. Điều đáng quan tâm là lần đó Hứa gia chỉ điều đến một tông sư võ giả, người đó đã bị tôi bắt được rồi. Chắc chẳng lâu nữa, họ sẽ phái thêm một nhóm thứ hai. Chu Dương thản nhiên trả lời, nét mặt không thay đổi,
giống như mấy vị tông sư võ giả là chẳng có gì đáng nói. Nhưng lời này lọt vào tai người khác không khác nào sấm chớp giữa trời quang, khiến ai cũng trợn tròn mắt, nhìn Chu Dương chằm chằm. Vệ sĩ hạng bốn Tô Trường Ca cũng không khác gì, ông ta chăm chú nhìn anh, hy vọng sẽ thấy được manh mối nào đó. Nhưng thật thất vọng, Tô Trường Ca chỉ thấy sắc mặt Chu Dương không hề thay đổi, thậm chí trông anh rất tự tin. Giống như những gì anh nói đều là thật. Nhưng điều này sao có thể? Đây chính là tông sư võ giả. Phải biết rằng, tông sư võ giả mạnh mẽ nhường nào, Tô gia cùng lắm chỉ có bốn tông sư võ giả, vậy mà đã là gia tộc hạng nhất ở Đông Hải. Tôn gia có thể mạnh hơn Tô gia một chút, nhưng không có quá sáu tông sư võ giả. Đinh gia có không ít hơn ba tông sư võ giả. Với gia tộc hạng nhất bọn họ, tông sư võ giả là nền tảng, có vai trò quan trọng không gì thay thế được. Chưa cần nói đến chuyện bắt được tông sư võ giả, một tông sư võ giả muốn đánh bại một võ giả tông sư khác đã không phải chuyện dễ dàng. Nhưng giờ Chu Dương nói anh bắt được một tông sư võ giả của Hứa gia, nên mọi người đa số không ai tin. Nếu tông sư võ giả thấp kém như cỏ rác vậy, thì mọi nơi đều có sự xuất hiện của họ rồi, làm gì có chuyện khắp Đông Hải rộng lớn, một gia tộc mạnh như Tô gia chỉ có bốn người. Anh bạn Chu Dương này, cậu hơi quá lời rồi, coi như bên cậu có tông sư võ giả, nhưng muốn bắt được tông sư võ giả khác đâu có đơn giản vậy. Vệ sĩ hạng bốn Tô Trường Ca trầm giọng nói. Dù lúc đầu ông ta không quan tâm tới Chu Dương lắm, nhưng khi thấy Chu Phong đi từ sau lưng Chu Dương, khai triển khí thế tông sư võ giả ra, Tô Trường Ca vội xem Chu Dương như con cháu trong gia tộc họ Tô. Nhưng giờ Chu Dương nói vậy khiến trong lòng ông ta khá cụt hứng. Trong mắt Chu Dương, chẳng lẽ tông sư võ giả không có giá trị, nói bắt là bắt được, không biết trời cao đất dày là gì, cậy bên cạnh có tông sư võ giả là mắt cứ hếch ngược lên, không nhìn thấu được trời xanh, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Nếu một chọi một thì đúng là không dễ dàng, nhưng tôi đâu có nói là một chọi một khi đối đầu với họ đâu. Chu Dương cười khẩy. Sau đó Ngưu Xuyên chậm rãi bước ra, khí thế trên người nháy mắt lan tỏa. Một lần nữa mọi người ai nấy đều hãi hùng. Tông sư võ giả. Lại một tông sư võ giả nữa, thậm chí còn rất trẻ. Lần này, không chỉ Tô Trường Ca, ngay cả ba vệ sĩ cảnh giới tông sư võ giả khác cũng đưa mắt nhìn, nét kinh ngạc hiển nhiên lộ ra trên mặt. Nếu nói Chu Dương có một tông sư võ giả bên cạnh, bọn họ còn tiếp thu được. Nhưng giờ lại xuất hiện thêm một tông sư võ giả khác, điều này khiến ai cũng chấn động. Rõ như ban ngày, đây chính là tông sư võ giả. Ngay cả Tô gia chỉ có bốn người. Vậy mà Chu Dương rõ ràng có hai người rồi, bằng một nửa của Tô gia. Thế những người không đi cùng anh, còn bao nhiêu tông sư võ giả nữa? Mọi người ai nấy đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi rốt cuộc lai lịch của Chu Dương là gì. Vệ sĩ hạng bốn Tô Trường Ca không nói thêm gì nữa, chỉ lặng nhìn Chu Dương với ánh mắt thâm sâu, khẽ gật đầu. Không sai, Chu Dương vừa rồi nói rất đúng. Một chọi một, bắt được tông sư võ giả không hề dễ. Nhưng nếu đó là hai chọi một, thậm chí là nhiều hơn hai người đối đầu với một người, thì phần thắng sẽ nắm chắc hơn nhiều, thậm chí đối phương đến chạy trốn cũng không chạy nổi. Nhưng Tô Trường Ca cũng biết, Chu Dương đưa hai tông sư võ giả tới Tô gia, nhất định sẽ không tùy tiện làm gì. Bình thường ra ngoài, anh không thể đưa hai tông sư võ giả đi cạnh mình như vậy. Song dù nghĩ vậy, lúc nhìn thấy hai tông sư võ giả bên cạnh Chu Dương, Tô Trường Ca bất giác co rúm lại. Sự xuất hiện của hai tông sư là Ngưu Xuyên và Chu Phong khiến ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương đều thay đổi. Nếu trước đây bọn họ khinh bỉ anh, thì bây giờ ánh mắt họ đều trở nên chăm chú, tập trung. Chăm chú là vì nếu Chu Dương hợp tác với Tô gia, thì Tô gia sẽ có thêm hai tông sư võ giả chiến đấu, như vậy nếu đối mặt với Tôn gia, Tô gia cuối cùng cũng ngang sức hơn. Còn tập trung là vì bên cạnh Chu Dương có hai tông sư võ giả, vậy thì gia cảnh của anh nhất định không đơn giản, không ai biết năng lực thật sự trước đây của anh như nào. Hợp tác với anh chẳng khác gì bảo hộ giữ Lột gia, không nhiệt tình giúp đỡ, chẳng hỗ trợ được chút nào cho Tô gia. Tô gia trước đây cũng từng điều tra Chu Dương, biết anh sống ở Đông Hải, từ nhỏ ở với mẹ, lúc lớn ở rể tại Tạ gia, trở thành đứa con rể bị ghét bỏ. Nhưng chẳng ai biết mấy thông tin đó thật hay không, hoặc đây là những thông tin anh muốn cho người khác thấy.
Nếu không, sự xuất hiện của hai tông sư võ giả là Ngưu Xuyên và Chu Phong giải thích ra sao? Giả như mọi điều tra trước đó về Chu Dương là thật, vậy thì mấy tông sư võ giả kia cũng không giá trị lắm. Mọi người trong Tô gia không phải ngu ngốc, chút suy luận như vậy họ đều nghĩ được. Chuyện Tô Vĩ nói với tôi, chỉ là tôi muốn biết mọi người muốn hợp tác với tôi như nào. Chu Dương thản nhiên nói, ánh mắt đảo một vòng khắp các vệ sĩ, sau đó dừng lại ở ghia chủ Tô Thế Minh. Bất luận sao, anh cũng muốn nghe Tô Thế Minh nói. Ừ, chuyện tương đối phức tạp, những gì Tô Vĩ nói với cậu chỉ là một mặt của vấn đề, có thể chưa toàn diện lắm. Tô Thế Minh trầm ngâm một lát, rồi thấp giọng nói, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, như thể không chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Dù nói gì, Tô Thế Minh cũng tự thấy mối quan hệ giữa ông ta và Chu Dương rất tế nhị. Chương 788, so sánh thực lực. Nói không tốt ấy mà, thì quan hệ giữa Chu Dương và Tô Vĩ lại khá tốt, hơn nữa ông ta là bố của Tô Vĩ, nên quan hệ với Chu Dương cũng không tệ. Còn nếu nói rất tốt, sau lần trước nhờ Chu Dương giúp đỡ giải quyết mâu thuẫn gia tộc và nhận chức gia chủ, hai người dường như rất ít khi qua lại với nhau. Nếu không phải có sự xuất hiện của Hứa gia khiến cho Đinh gia và Tôn gia đều phải dục dịch hành động, Tô Thế Minh cảm thấy có lẽ mình vẫn sẽ chưa gặp Chu Dương. Nói cách khác, cho dù mời Chu Dương đến Tô gia, có thể Chu Dương cũng không tới. Vậy tình huống cụ thể bây giờ như thế nào, xin hãy nói cho tôi biết. Chu Dương cảm thấy hơi mơ hồ, anh không thể hiểu rõ lời của Tô Thế Minh. Thật vậy, mặc dù trước đó Tô Vĩ đã nói rất nhiều với Chu Dương qua điện thoại. Tuy nhiên, những lời nói đó quá hời hợt đối với Chu Dương, không có nội dung gì cả. Ít nhất, ngay cả một vài tình hình cụ thể của Tôn gia và Đinh gia, Tô Vĩ cũng không rõ. Ừ, bây giờ Hứa gia đang dục dịch hành động, dường như muốn tái xuất trở lại. Mà dưới áp lực của gia tộc ẩn giật như Hứa gia, rất nhiều gia tộc ở Đông Hải đều hoang mang vô cùng. Hiện giờ tài nguyên ở Đông Hải căn bản đều phân chia xong xuôi rồi, tài nguyên nào của gia tộc nào, thế lực nào, ở vị trí nào, hoàn toàn đều đã được mọi người công nhận và đồng ý. Nếu như không có tình huống đặc biệt, sẽ không được tùy tiện cướp đoạt. Nhưng một khi Hứa gia trở lại, có nghĩa là tài nguyên hiện có của Đông Hải phải được phân chia lại. Những gia tộc hạng 2 và hạng 3 đó không quan tâm lắm vì họ không có nhiều tài nguyên. Nhưng đối với những gia tộc hạng 2 hàng đầu, cũng như các gia tộc hạng nhất chúng tôi như Tô gia, Tôn gia, Đinh gia, sự ra đời của một gia tộc đồng nghĩa với việc lấy đi của một số tài nguyên từ trong tay chúng tôi. Thậm chí, có thể Hứa gia sẽ luôn treo lơ lửng trên đầu chúng tôi, khiến chúng tôi không được yên. Chu tiên sinh, cậu cũng biết từ trước đến nay, những gia tộc như chúng tôi đều tự do quen rồi. Giờ lại có một gia tộc ẩn giật lơ lửng trên đầu, dù sao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy, những gia tộc như chúng tôi có ý tưởng khác. Tô Thế Minh chậm rãi nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cứ như việc Hứa gia xuất đầu lộ diện là một tai họa lớn đối với Tô gia vậy. Người của Tôn gia muốn liên kết với các gia tộc khác để đánh Hứa gia một cách trực diện, muốn giành thế chủ động. Còn người của Đinh gia muốn tùy theo tình hình, có phản ứng cũng không phải là đối thủ của Hứa gia nên họ không làm gì cả và chờ xem Hứa gia có phản ứng như thế nào. Thay vì làm giống như Tôn gia, phải hứng chịu sự công kích điên cuồng của Hứa gia, thì thà cứ án binh bất động, chắc chắn không bị thua. Tô Thế Minh giải thích kế hoạch chung của hai gia tộc, rồi nhìn Chu Dương, muốn nghe xem ý anh thế nào. Chu Dương không nói gì, anh đang suy nghĩ. Vì Tô Thế Minh đã mời mình đến đây nên chắc chắn không giấu giếm điều gì. Vậy thì chuyện của Tôn gia và Đinh gia chắc cũng không khác là mấy so với lời Tô Thế Minh đã nói. Mấu chốt bây giờ là Tô gia đã bị cuốn vào trong đó, không biết nên chọn bên nào. Chọn Tôn gia, rủi ro cao, lợi ích cũng cao. Nhưng dù sao giữa Tô gia và Tôn gia cũng có chút ân oán. Trong lòng không ít người của Tô gia bao gồm cả Tô Thế Minh đều không tin tưởng Tôn gia cho lắm. Nên nếu kêu Tô gia lựa chọn Tôn gia, họ có chút không cam tâm. Dù thế nào đi nữa, Tô gia cũng là một gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, đã thịnh vượng suốt mấy chục năm, nếu như đột nhiên phải làm thằng em, tài sản đứng tên có thể sẽ bị Hứa gia xâm chiếm, chỉ cần là người của Tô gia, chắc chắn sẽ không cam tâm. Lão đại, anh cứ nghĩ cách xem có đưa ra được chủ ý gì hay không.
Tô Vĩ thấy Chu Dương đang trầm tư, cũng nói nhỏ. Lần này cậu ta chủ động đến tìm Chu Dương là muốn hỏi xem ý của Chu Dương thế nào. Vì chuyện này đối với Tô Vĩ mà nói là một chuyện chưa từng gặp trước đây. Trước đó, Tô Vĩ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gia tộc, mọi việc lớn của gia tộc dường như không liên quan gì đến người thừa kế như cậu ta. Còn lần này, sau khi trải qua một loạt biến cố ở tỉnh Tương Tây, Tô Vĩ cảm thấy mình đã tiến bộ đáng kể, ít nhất hôm nay cậu ta đã có thể đưa ra ý kiến cho mọi người trong gia tộc về vấn đề này. Ừ, để tôi nghĩ xem. Chu Dương hơi hạ quai hàm, không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng là Tô gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Và hồi nãy từ khi bước vào sảnh lớn này, Chu Dương cũng phát hiện ra một vấn đề. Cái gọi là tứ đại vệ sĩ hình như chia làm hai phe. Vì được chia thành hai phe, nên đương nhiên một phe ủng hộ việc liên thủ với Tôn gia, phe còn lại ủng hộ Đinh gia, cứ án binh bất động. Chu Dương không biết đây có phải là toàn bộ thực lực của Tô gia hay không, nhưng chỉ với những thứ này thì không thể chống lại Hứa gia. Nếu Tô gia các người chỉ có bấy nhiêu sức chiến đấu thôi, thì Hứa gia có thể tiêu diệt các người chỉ với một cái lật tay. Chu Dương khẽ nói, ánh mắt hờ hững nhìn mọi người. Ngay khi dứt lời, rất nhiều vệ sĩ đã trừng mắt nhìn anh, nếu như tứ đại vệ sĩ không có hành động gì thì các vệ sĩ khác có thể sẽ xông thẳng đến dạy cho Chu Dương một bài học. Hừ, đồ nhãi danh, nói năng cũng ngông cuồng quá. Hứa gia là gia tộc ở ẩn không hề kém cỏi, nhưng Tô gia của chúng tôi cũng không dễ dây vào. Tứ đại vệ sĩ của Tô gia chúng tôi đều là tông sư võ giả. Cho dù Hứa gia muốn đối phó với Tô gia chúng tôi, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Tô Thái lạnh lùng quát, anh ta nhìn Chu Dương với ánh mắt không chút thiện cảm, và còn mang hàm ý cảnh cáo, bảo Chu Dương đừng nói nhảm. Nhưng những gì Tô Thái nói, quả thực đã nhận được sự đồng tình của không ít võ sĩ. Quả thật, tuy Tô gia không bằng Hứa gia, nhưng vẫn là một gia tộc hạng nhất. Trong gia tộc có tứ đại vệ sĩ, mỗi người đều là một tông sư võ giả, thực lực như vậy xếp vào hàng đầu ở Đông Hải. Cho dù Hứa gia muốn ra tay với họ, với bốn võ sĩ đạt cảnh giới tông sư võ giả này cũng đủ để Hứa gia lãnh đủ. Và đây chính là lý do Tô gia vẫn còn do dự cho đến tận bây giờ. Nếu như liên thủ với Tôn gia thì ít nhất vẫn còn cơ hội, nhưng nếu lựa chọn giống như Đinh gia, thì nhìn thoáng qua cũng đủ biết tương lai của Tô gia không được lâu nữa. Đúng vậy, tốt xấu gì thì Tô gia cũng có bốn tông sư võ giả, lẽ nào Hứa gia dám tùy tiện đối địch với Tô gia chúng ta hay sao? Không sai, nói không chừng nếu chúng ta liên thủ với Tôn gia, chúng ta còn mạnh hơn cả Hứa gia. Đến lúc đó, thật khó để nói là ai bắt nạt ai. Hừ, theo ý tôi, tìm anh ta đến đây căn bản không hỏi được gì, mau đuổi anh ta cút xéo đi. Lời nói của Tô Thái được một số vệ sĩ tán thành. Họ nhìn Chu Dương với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chu Dương có chút bất lực, trên đời này luôn có người tự tin quá mức vào bản thân một cách không thể giải thích được. Nói một cách dễ hiểu, đây là sự tự tin. Nói khó nghe một chút, đây gọi là không biết trời cao đất dày. Ha ha, có lẽ các người nói đúng, nhưng theo những gì tôi biết thì số lượng tông sư võ giả của Hứa gia không dưới 20 người. Đấy là còn chưa tính những bán bộ tông sư võ giả. Số lượng của họ e rằng không dưới 50. Chu Dương xua tay, dửng dưng nói. Chương 789, các người có thể hợp tác với tôi. Ngay khi Chu Dương nói điều này, tất cả mọi người đều im bặt, cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống. Tô Thái như bị điện giật, sững sờ tại chỗ, thân thể khẽ run lên, mấy vệ sĩ hung hăng khi nãy cũng lập tức câm như hến không nói một lời. Ánh mắt tứ đại vệ sĩ đột nhiên đanh lại. Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên lắng đọng. Không dưới 20 tông sư võ giả, không dưới 50 bán bộ tông sư võ giả. Con số như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể khiến da đầu người ta tê dại. Thực ra Chu Dương cũng không biết rốt cuộc thực lực của Hứa gia là như thế nào. Nhưng sau khi tổng hợp thông tin mà anh có được từ chỗ Thủy Băng Nguyệt và Hổ gia, anh có được một kết quả sơ bộ. Đó là số lượng tông sư võ giả của Hứa gia chắc chắn không dưới 15 người. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại, con số 15 này vẫn là dữ liệu của 10 năm trước, bây giờ 10 năm đã trôi qua, với thực lực của Hứa gia, không khó để đào tạo thêm một vài tông sư võ giả.
Nếu theo cách tính như vậy thì số lượng 20 tông sư võ giả cũng hoàn toàn có khả năng. Chỉ là anh không ngờ rằng mình nói ra điều này khiến mọi người trong Tô gia thực sự quá sốc. Số lượng tông sư võ giả của cả ba gia tộc hạng nhất là Tôn gia, Tô gia và Đinh gia cũng không quá 15 người. Nhưng chỉ riêng Hứa gia đã có hơn 20 tông sư võ giả. Lẽ nào đây chính là nội tình và thực lực của gia tộc ẩn giật? Nhưng ngay sau đó, có người chất vấn lời nói của Chu Dương. Anh nói Hứa gia có hơn 20 tông sư võ giả. Anh có nhìn thấy hay không, hay là Hứa gia nói cho anh biết? Nếu không nhìn thấy mà lại nói ra ở đây, anh định dọa chúng tôi sao? Tô Thái phản ứng lại, lạnh lùng nói, anh ta nhìn Chu Dương cảm thấy rất ngứa mắt. Đặc biệt là sự có mặt của Ngưu Xuyên và Chu Phong bên cạnh Chu Dương khiến mí mắt Tô Thái giật liên hồi, cộng thêm mấy lần Chu Dương nói như đánh vào mặt anh ta khiến Tô Thái cảm thấy rất khó chịu. Tô Thái không vui nên muốn chế nhạo Chu Dương, dù sao đây cũng là Tô gia, cho dù bên cạnh Chu Dương có hai tông sư võ giả cũng không thể gây ra sóng gió gì. Ha ha, tôi đã nói cái cần nói ở đây như vậy rồi, còn tin hay không là chuyện của mấy người. Có điều nếu như mấy người đã tìm tôi đến, muốn hỏi ý kiến của tôi cũng có thể đưa ra cho mấy người một con đường. Chu Dương duỗi một ngón tay ra, hoàn toàn không quan tâm đến sự khiêu khích của Tô Thái. Là một người không phải tông sư võ giả như Tô Thái, Chu Dương hoàn toàn không coi ra gì. Cái gì? Tô Thái ấn chặt tay mình, những người khác đều im lặng nhìn Chu Dương. Nếu như các người vẫn đang băn khoăn giữa việc lựa chọn hợp tác với Tôn gia hay làm như Đinh gia, chưa đưa ra được quyết định, hay là chọn hợp tác với tôi. Chu Dương khẽ cười, dửng dưng nói. Thực ra, sau khi Tô Vĩ gọi điện cho Chu Dương và kể đầu đuôi sự việc, trong đầu Chu Dương đã có ý tưởng này. Hiện giờ Tô gia đang bị kẹp giữa Tôn gia và Đinh gia, vẫn đang do dự chưa quyết định được. Vì vậy, cũng tương tự như thế. Cảm thấy khó xử trước sự xuất đầu lộ diện của Hứa gia không chỉ có mỗi gia tộc Tô gia, mà chắc chắn sẽ có những gia tộc khác đang lâm vào tình thế khó lựa chọn giống như Tô gia. Đã vậy, tại sao Chu Dương không đoàn kết các gia tộc này lại với nhau? Một mặt, có thể đoàn kết sức mạnh của tất cả mọi người để cùng nhau chống lại Hứa gia và bảo vệ lợi ích của họ khỏi bị xâm phạm. Mặt khác, Chu Dương cũng có thể sử dụng sức mạnh của họ để chống lại Hứa gia và loại bỏ hoàn toàn mối nguy hại này. Một mũi tên trúng hai đích, vẹn cả đôi đường. Cái gì? Này cậu nhóc, cậu có biết cậu đang nói gì không? Huỳnh Hoang, không biết trời cao đất dày. Cậu nhóc, cậu quá tự tin vào bản thân rồi. Hỗn láo. Tất cả mọi người đều bị sốc, lần lượt chỉ vào Chu Dương và giận dữ hét lên. Họ không ngờ rằng Chu Dương nói nhiều như vậy chỉ vì muốn Tô gia hợp tác với mình. Chu Dương là cái thá gì? Tô Thái nhìn Chu Dương đầy châm chọc, cứ như đang nhìn một kẻ ngốc. Tô Thế Minh cũng cảm thấy khó hiểu, ông ta muốn hỏi Chu Dương nguyên nhân, nhưng thấy vẻ mặt của Chu Dương không có vẻ gì là đang nói đùa, liền nuốt lại những gì định nói. Chu tiên sinh, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy? Tô Thế Minh trầm giọng hỏi. Mặc dù dưới sự đề nghị của Tô Vĩ, Tô Thế Minh có mời Chu Dương đến để hỏi ý anh, nhưng trong mắt Tô Thế Minh, Chu Dương chẳng qua cũng chỉ có thể nói chuyện mà thôi, không có ảnh hưởng nhiều đến việc Tô gia nên lựa chọn như thế nào. Nhưng Tô Thế Minh không ngờ rằng Chu Dương đến đây lại khiến mọi người đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và bây giờ, anh lại muốn Tô gia hợp tác với anh. Dựa vào đâu? Lẽ nào là vì có hai tông sư võ giả kia hay sao? Nhưng đừng nói là hai, thậm chí ba người cũng không đủ. Và lại, bản thân Chu Dương vừa nói, Hứa gia có không dưới 20 tông sư võ giả, vậy anh lấy đâu ra tự tin nói những điều như vậy? Dựa vào bản thân tôi, nói thật là tôi không lạc quan về sự lựa chọn giữa Tôn gia và Đinh gia. Dù sao thì Hứa gia cũng là một gia tộc ẩn giật, không ai biết họ mạnh đến mức nào. Chu Dương ngừng một chút rồi nói tiếp. Còn tôi nói rằng mọi người có thể hợp tác với tôi, đó chẳng qua chỉ là gợi ý. Về việc cụ thể làm như thế nào đều là do mọi người tự quyết định. Tuy nhiên nếu như mọi người vẫn còn do dự, sau hai ngày nữa tôi có thể đi cùng mọi người đến gặp Tôn gia và Đinh gia. Chu Dương nói một cách tự tin với vẻ mặt bình tĩnh, như thể anh không quan tâm Tô gia sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Và điều này cũng khiến mọi người trong Tô gia cảm thấy nghi ngờ không yên tâm.
Vừa rồi Chu Dương cũng tỏ vẻ như đối với Tô Gia, lựa chọn duy nhất chính là anh, nếu như Tô Gia không lựa chọn hợp tác với Chu Dương thì sẽ không còn con đường nào khác để đi. Nhưng bây giờ, Chu Dương dường như đã trở nên lãnh đạm, cho dù Tô Gia có lựa chọn như thế nào đi nữa, đối với Chu Dương cũng không có ý nghĩa gì. Sự thay đổi này khiến khuôn mặt những người của Tô Gia thay đổi rất nhiều. Ngay cả Tô Thái, người nãy giờ đều nhắm vào Chu Dương, cũng nhìn Chu Dương với chút nghi hoặc. Chuyện này rất quan trọng, chúng tôi không thể đưa ra quyết định trong chốc lát. Như thế này đi, Chu tiên sinh, hai ngày sau cậu hãy đi với chúng tôi đến Thúy Hồ Cư để xem tình hình thế nào. Tô Thế Minh cân nhắc một chút, nhìn Chu Dương trầm giọng nói. Đây là một quyết định mà ông ta đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với Chu Dương, trong lòng Tô Thế Minh có ấn tượng tốt và khá tin tưởng anh. Tuy nhiên, thiện chí và sự tin tưởng không có nghĩa là Tô Thế Minh sẽ đặt tương lai của Tô Gia vào tay anh. Một khi đã chọn hợp tác với Chu Dương, thì các bước tiếp theo của Tô Gia sẽ mất kiểm soát và sẽ do Chu Dương dẫn dắt. Còn Chu Dương từng có mâu thuẫn với Hứa Gia, rất có thể sau khi Hứa Gia trở lại, Chu Dương sẽ là người đầu tiên bị họ tìm đến để gây phiền phức. Do đó, Tô Gia sẽ gặp rắc rối to. Vì vậy, Tô Thế Minh vẫn quyết định đến gặp Tôn Gia và Đinh Gia để xem rốt cuộc họ có ý tưởng gì khác. Được rồi, vậy hai ngày nữa chúng ta gặp nhau ở Thúy Hồ Cư. Chương 790, Hứa Nguy và Hứa Nhiên. Sau khi trở về từ Tô Gia, Chu Dương nhốt mình ở trong phòng, cân nhắc tỉ mỉ tình hình tiếp theo. Có thể đoán được rằng, Hứa Gia rất có thể sắp xuất đầu lộ diện. Là một gia tộc ẩn giật, Hứa Gia một khi xuất thế sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới vận mệnh cả Đông Hải. Rất có khả năng, bởi vì Hứa Gia xuất hiện, khiến cho các thế lực gia tộc lớn tiến hành càn quét gột rửa một lần. Trong lần cải tổ này, không ai dám đảm bảo mình có đủ thực lực bảo vệ bản thân, hay vẫn luôn bất khả chiến bại. Tôn Gia và Đinh Gia không được, Tô Gia cũng vậy. Cho nên bọn họ mới có hành động như thế, chẳng qua chỉ vì địa vị của gia tộc mình ở Đông Hải trong tương lai mà thôi. Đôi mắt Chu Dương khẽ nheo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi im lặng. Không nghi ngờ gì, những điều anh đã nói ở Tô Gia, chắc chắn sẽ gây chấn động thật lớn cho tất cả người Tô Gia, khiến cho bọn họ trở nên rối rắm, thêm một sự lựa chọn. Tuy rằng lựa chọn này không phải là tốt nhất đối với Tô Gia, thậm chí còn không thiết thực, nhưng dù sao thêm một lựa chọn sẽ thêm một sự bảo đảm. Chu Dương không biết cuối cùng Tô Gia sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng xem dáng vẻ ngày hôm nay của bọn họ, nếu anh muốn hợp tác với Tô Gia, mà không thể hiện bản lĩnh thật sự hay có thứ gì đó để Tô Gia tin tưởng, thì là chuyện không thể nào. Mà lúc này, điều duy nhất Chu Dương có thể đưa ra, khiến cho người Tô Gia khiếp sợ, cũng chỉ có hai tông sư võ giả là Ngưu Xuyên và Chu Phong. Còn công ty Danh Dương và câu lạc bộ Silver Lake, có lẽ cũng chẳng là gì trong mắt Tô Gia. Dù sao, câu lạc bộ Silver Lake cũng là một thế lực hạng nhất ở Đông Hải, nhưng Tô Gia cũng không biết mối quan hệ của Chu Dương và câu lạc bộ Silver Lake. Trước đây, Tô Gia từng thấy Trần Thế Hào ra mặt giúp Chu Dương, có thể là hai người có mối quan hệ tốt, nhưng suy cho cùng cũng không đến mức gây ra mâu thuẫn với gia tộc ẩn giật Hứa Gia. Xem ra cần phải tìm hai tông sư võ giả giúp đỡ, nếu không người Tô Gia sẽ không coi mình ra gì. Chu Dương suy ngẫm, vẻ mặt càng lúc càng sáng bừng lên. Một đêm yên tĩnh. Hôm sau, Chu Dương đang ngủ, điện thoại không ngừng vang lên. Alo. Lúc nghe máy, tinh thần Chu Dương vẫn còn mơ hồ, căn bản chưa tỉnh ngủ, hôm qua suy nghĩ khá nhiều chuyện, nên hơi đau đầu, đến bây giờ, Chu Dương vẫn cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Chu tiên sinh, hôm nay phiền cậu qua đây một chuyến, chúng tôi đã đưa ra quyết định. Nghe thấy người đầu dây bên kia nói vậy, Chu Dương bỗng giật mình, trạng thái mơ hồ ban nãy bỗng trở nên tỉnh táo, hai mắt sáng rực. Được, bây giờ tôi qua ngay, đợi tôi tới rồi chúng ta nói tiếp. Chu Dương thấp giọng nói, cúp điện thoại, thở phào một hơi. Vừa nãy là Hổ Gia gọi điện thoại đến, nói bọn họ đã có quyết định, bảo Chu Dương qua đó bàn chuyện. Tuy rằng không biết Hổ Gia đưa ra quyết định gì, nhưng trong lòng Chu Dương cũng mơ hồ đoán được. Nếu đám người Hổ Gia không đồng ý, thì không thể tìm anh bàn chuyện, một cuộc điện thoại thông báo đơn giản, cũng được rồi. Nhưng bây giờ, Hổ Gia đích thân gọi điện tới, lại bảo cần nói chuyện,
không cần nói cũng biết suy nghĩ trong đó. Chu Dương nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tạm biệt bà Chu, rồi đi thẳng tới khách sạn Huy Hoàng. Cuộc điện thoại này của Hổ gia, tựa như đã đưa cho Chu Dương lò than sưởi ấm giữa ngày đông tuyết lạnh. Chưa nói tới việc đối phó với người Hứa gia, vẫn cần đến sự giúp đỡ của Hổ gia. Bây giờ, một khi hai bên cùng hợp tác, vậy thì bên Hổ gia chắc chắn sẽ cử ra tông sư võ giả và nghe theo sự sai khiến của anh. Chỉ cần số lượng tông sư võ giả ở bên cạnh Chu Dương nhiều hơn thì lúc đối mặt với Tô gia sẽ chiếm nhiều ưu thế, có thể thay đổi thái độ và lựa chọn của Tô gia. Mà chuyện giữa Chu Dương và Tô gia cũng có thể coi như chỗ dựa để nói chuyện với Hổ gia. Dù sao, bây giờ Hổ gia và Tô gia cũng không thể trao đổi tin tức với nhau. Giữa bọn họ có hành động gì, đối phương đều không hay biết. Chu Dương nhanh chóng có mặt tại khách sạn Huy Hoàng. Hổ gia đã đợi ở văn phòng tầng 3 từ sớm. Chu Dương đi thẳng tới văn phòng Hổ gia dưới sự chỉ dẫn của Bào Ca. Vừa vào văn phòng của Hổ gia, Chu Dương hơi sững sờ. Trong văn phòng, không chỉ có một mình Hổ gia, còn có hai ông già, khoảng 60 tuổi, tinh thần hăng hái, thấy Chu Dương đi vào. Ánh mắt họ liếc nhìn anh như lưỡi dao sắc bén, còn mang theo khí thế dọa người. Có điều Chu Dương cũng không thua kém gì. Tuy hơi ngạc nhiên với việc có hai ông già này ở trong văn phòng, nhưng Chu Dương ít nhiều gì cũng đoán được thân phận của đối phương. Còn ánh mắt của bọn họ, bị Chu Dương phớt lờ không thương tiếc. Những cái khác thì không nói, hai người Ngưu Xuyên và Chu Phong ở bên cạnh anh là hai tông sư võ giả, cho dù ai muốn ra tay, cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Chu Dương, cậu đến rồi. Hổ gia cười đi tới, bắt tay Chu Dương, tuy trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể che giấu được vẻ vui mừng. Nhìn thấy vậy, trong lòng Chu Dương cũng hiểu ra, lo lắng cũng bớt đi phần nào. Vâng, Hổ gia đã nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, đương nhiên tôi phải tới rồi. Chu Dương thản nhiên cười nói. Nào, qua đây, tôi giới thiệu một chút. Hổ gia kéo tay Chu Dương. Đi vào trong văn phòng, tới trước mặt hai ông già. Đây là trưởng lão của nhánh phụ chúng tôi ở Hứa gia, trưởng lão Hứa Nguy và trưởng lão Hứa Nhiên, hai vị trưởng lão, đây là Chu Dương. Sau khi Hổ gia giới thiệu xong, bảo ba người Chu Dương, Chu Phong và Ngưu Xuyên ngồi xuống. Chu Dương ngồi đối diện với Hổ gia, cũng đối mặt với hai vị trưởng lão, còn Ngưu Xuyên và Chu Phong ngồi hai bên Chu Dương, mơ hồ tạo thành thế bảo vệ. Nhìn thấy ba người Chu Dương ngồi xuống, ánh mắt hai trưởng lão Hứa Nguy và Hứa Nhiên khẽ nheo lại, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Trước đây khi nghe Hứa Tông Hổ kể lại chuyện này, có không ít người trong số họ không tin lắm, lại có người sinh ra ác ý với Chu Dương, muốn giải quyết người đã biết bí mật của bọn họ. Nhưng sau bàn bạc, bọn họ mới quyết định cử hai người trưởng lão Hứa Nguy và Hứa Nhiên đến gặp mặt Chu Dương trước, để thử sức mạnh của Chu Dương. Hứa Nguy và Hứa Nhiên có thể trở thành trưởng lão của nhánh phụ trong gia tộc Hứa gia, thực lực cũng đạt tới tông sư võ giả. Ngay từ đầu, bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng Chu Dương nói sằng nói bậy, không biết trời cao đất dày, muốn tranh đấu với nhánh chính của gia tộc Hứa gia. Nhưng nhìn từ góc độ của hai người họ, nếu Chu Dương dám nói vậy với Hổ gia, thì chứng tỏ Chu Dương có thực lực. Mà từ lời của Hổ gia, hai người còn biết được. Bên cạnh Chu Dương có một tông sư võ giả rất trẻ tuổi. Có điều, lúc Chu Dương bước vào phòng, hai người trưởng lão cũng đột nhiên phát hiện. Bên cạnh Chu Dương không chỉ có chàng trai trông có vẻ rất trẻ tuổi và tài năng lộ rõ, khí thế dọa người mà còn có ông già cũng tràn đầy sức lực, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Chương 791. Chương 791, Hứa Nhiên kiêu ngạo. Hai tông sư võ giả. Hứa Nguy và Hứa Nhiên trố mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt đối phương. Hiển nhiên, hai người không ngờ rằng, bên cạnh Chu Dương không chỉ có một, mà có tới hai tông sư võ giả. Hai người đều không biết, hai tông sư võ giả này là tất cả con át chủ bài của Chu Dương hay Chu Dương vẫn chưa thể hiện ra những con át chủ bài khác. Thái độ Hứa Nguy và Hứa Nhiên cũng không giống nhau. Nếu Chu Dương chỉ có hai tông sư võ giả, vậy thì cho dù hai bên hợp tác, cũng không phải là một đối thủ của Hứa gia, có khi còn làm bại lộ thân phận, chỉ bằng ra tay giải quyết Chu Dương trước. Tuy nhiên, nếu Chu Dương vẫn còn những con át chủ bài khác,
nói không chừng họ phải suy nghĩ thật kỹ về việc hợp tác với anh và vấn đề hợp tác như thế nào. Cậu chính là Chu Dương. Địa vị của Hứa Nguy ở nhánh phụ cao hơn Hứa Nhiên một chút, cho nên lần đàm phán này, Hứa Nguy làm chủ. Không sai, hôm nay mọi người muốn bàn chuyện, chẳng lẽ ngay cả việc nói chuyện với ai cũng không biết sao? Chu Dương thản nhiên nói, không thèm để ý lời tra hỏi ngay từ đầu của Hứa Nguy. Loại thủ đoạn muốn phân cao thấp giữa hai bên trước khi đi vào bàn bạc như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa gì với Chu Dương. Anh cũng sẽ không vì đây là khách sạn Huy Hoàng, ngồi đối diện với hai tông sư võ giả, mà làm giảm khí thế của mình. Chỗ này yếu đi một phần, chỗ kia giảm đi một ít, bớt tới bớt lui, tới cuối cùng, Chu Dương sẽ bị đối phương dắt mũi. Mà đây tuyệt đối không phải điều mà Chu Dương mong muốn. Ừ, chuyện cậu nói với A Hổ, chúng tôi đều biết, chỉ là, không biết cậu dựa vào đâu để nói như vậy. Hứa Nguy cũng không để ý đến thái độ của Chu Dương. Với cấp bậc của bọn họ, ngay từ đầu đã lấy khí thế dọa người, cũng chẳng quan tâm nhiều đến kết quả sau khi bàn bạc. Dù sao, nếu như bọn họ hợp tác với Chu Dương, tuy kẻ thù của cả hai bên giống nhau, nhưng mục đích lại hoàn toàn khác. Chu Dương chỉ muốn Hứa gia không đối đầu với anh nữa. Còn bọn họ lại muốn làm chủ Hứa gia, trở thành nhánh chính của Hứa gia. Hứa Nguy nói xong, ánh mắt vô tình lại như cố ý nhìn hai người Ngưu Xuyên và Chu Phong, ẩn ý hết sức rõ ràng. Nếu như trong tay Chu Dương chỉ có một vài con át chủ bài như vậy, thì thật xin lỗi, chúng tôi không thể nào hợp tác, thậm chí, chúng tôi còn phải cân nhắc xem có nên giữ lại các cậu hay không, tránh việc các cậu nói chuyện hôm nay cho bên Hứa gia. Nhưng nếu như cậu còn có những con át chủ bài khác, vậy cũng không cần giấu giếm, cứ nói thẳng ra, để mọi người đều hiểu rõ. Sau này thương lượng cũng sẽ thuận lợi hơn. Ha ha, không sai, quả thực những gì trước đây tôi nói với Hổ gia là ý của tôi, cũng là điều tôi muốn nói hôm nay. Chu Dương khẽ cười, tiếp tục nói. Có điều, tôi nói trước, hai bên chúng ta có thể hợp tác, sau đó cùng nhau đánh bại Hứa gia, tôi có thể diệt trừ hết tai họa ngầm, các ông có thể làm chủ Hứa gia, trở thành nhánh chính của Hứa gia. Nhưng cậu dựa vào cái gì để hợp tác cùng chúng tôi? Chỉ có hai tông sư võ giả này, sợ rằng không đủ. Hứa Nhiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, rõ ràng vẫn chưa hài lòng với thành ý của Chu Dương. Theo quan điểm của Hứa Nhiên, Chu Dương là người chủ động, muốn hợp tác với bọn họ thì ít nhất phải thể hiện đầy đủ thành ý, phải đưa ra thực lực khiến bọn họ tin tưởng. Nhưng Hứa Nhiên không hề thấy. Chỉ vẻn vẹn hai tông sư võ giả, Hứa Nhiên cũng không thèm để ý. Mười mấy năm trước nhánh phụ của họ bị tổn thương rất lớn, bây giờ số lượng tông sư võ giả cũng chỉ có mười mấy người, có điều vẫn không phải là đối thủ của nhánh chính. Kể cả Chu Dương có hai tông sư võ giả, thì vẫn không phải đối thủ của nhánh chính Hứa gia. Cho nên bọn họ cũng không bằng lòng hợp tác với Chu Dương, nó quá mạo hiểm. Nếu không phải trước kia trong gia tộc Hổ gia dành nhiều lời khen cho Chu Dương, thì hai người Hứa Nguy và Hứa Nhiên thậm chí còn không thèm để ý tới Chu Dương. Chu Dương cũng đã đoán được sự khinh thường của Hứa Nhiên. Bên cạnh anh có hai tông sư võ giả là Ngưu Xuyên và Chu Phong, cũng có sức uy hiếp không hề nhỏ đối với người bình thường, hay thậm chí đối với gia tộc hạng nhất như Tô gia. Tuy nhiên, hai tông sư võ giả cũng không đủ gây sức ảnh hưởng cho những gia tộc ẩn giật như Hứa gia, cho dù năm đó đã tranh đấu thất bại, nhánh phụ tổn thương nặng nề. Có điều, trong lòng Chu Dương cũng không hề hoảng loạn. Hai tông sư võ giả Ngưu Xuyên và Chu Phong, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ để Chu Dương biểu diễn thực lực của mình. Hai tông sư võ giả sao? Vậy ông cũng coi thường tôi quá rồi, ông thấy tôi sẽ ngu ngốc đi tìm các người để hợp tác khi chỉ có hai tông sư võ giả ư? Chẳng lẽ tôi lại không biết, đừng nói là hai người, kể cả là ba, bốn người, cũng không phải đối thủ của nhánh chính Hứa gia. Chu Dương nhếch miệng liếc mắt nhìn Hứa Nhiên, trông có vẻ như đang ngầm chế giễu Hứa Nhiên. Ồ, nghe cậu nói vậy, có vẻ cậu có khá nhiều tông sư võ giả. Không biết bọn họ đang ở đâu, tôi có thể xác nhận một chút được không? Hứa Nhiên lạnh lùng nói, tỏ thái độ khó chịu với Chu Dương. Hừ, chưa hợp tác mà đã có cái điệu bộ này rồi, nếu hợp tác thì không phải còn vênh váo hơn sao? Thái độ cương quyết cũng phải có thực lực tương xứng mới được. Trong mắt Hứa Nhiên, Chu Dương là người không có thực lực.
Trừ khi, Chu Dương gọi những tông sư võ giả khác đến, để Hứa Nguy và Hứa Nhiên xác nhận một lượt. Ha ha, giọng điệu của ông cũng lớn thật, tôi còn chưa nói gì mà ông đã bảo tôi gọi tông sư võ giả ra cho ông xem, sao hả, ông đang ra lệnh cho tôi đấy hả? Huống hồ, mặc dù các ông là một nhánh của Hứa gia, nhưng thực lực của các ông bây giờ như thế nào tôi cũng không biết, tại sao không gọi tất cả tông sư võ giả của các người ra cho tôi cũng xem một lượt, để tôi hiểu rõ hơn. Chu Dương mỉa mai đáp trả, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn Hứa Nhiên. Vốn dĩ Chu Dương ôm hy vọng rất lớn về cuộc đàm phán hôm nay. Nhưng bây giờ xem ra, hai người trong nhánh phụ của Hứa gia, hóa ra cũng không có ích lắm. Hứa Nguy thất thần im lặng, không nói gì nhiều. Hứa Nhiên trông có vẻ hung hăng vênh váo, có thể trước đây Hứa gia lớn mạnh khiến cho ông ta cảm thấy nở mày nở mặt, không biết bản thân bây giờ đang ở đâu. Chu Dương có thể khẳng định, nếu những người ở nhánh phụ Hứa gia đều giống như Hứa Nhiên, như vậy nhánh phụ Hứa gia vĩnh viễn không phải đối thủ của nhánh chính. Hôm nay, ngay cả nhánh chính Hứa gia cũng sắp xuất đầu lộ diện, tranh đoạt tài nguyên ở Đông Hải, mà nhánh phụ năm đó thảm bại, vẫn còn muốn giữ vẻ an nhàn. Hỗn xược, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu có tin là chỉ cần một câu nói của tôi, hôm nay cậu sẽ không bước ra khỏi cửa được không? Hứa Nhiên giận dữ, phẫn nộ đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Chu Dương quát lớn, khuôn mặt đỏ bừng, trông có vẻ máu dồn hết lên não. Chương 792, yêu cầu của Chu Dương. Ngưu Xuyên và Chu Phong đã đề cao cảnh giác khi Hứa Nhiên tức giận đột ngột đứng bật dậy. Chỉ cần Hứa Nhiên ra tay, hai người bọn họ có thể phản đòn lại ngay. Ngưu Xuyên thì không cần phải nói nhiều, cậu ấy trung thành với Chu Dương 100%. Còn Chu Phong là người nhận lệnh từ Thủy Băng Nguyệt, ông ấy không thể làm trái mệnh lệnh này. Nếu Chu Dương có tổn hại gì trước mặt ông ấy, Chu Phong không dám tưởng tượng đại tiểu thư sẽ xử lý ông thế nào, cho dù ông ấy là một tông sư võ giả, e rằng cũng không có kết quả tốt. Lúc này, bầu không khí trong phòng làm việc bắt đầu căng thẳng, áp lực vô hình đang bao phủ khắp căn phòng. Hổ gia cũng cảm thấy da đầu tê dại, ông rất muốn mở lời khuyên giải, thế nhưng ông ấy biết, bây giờ toàn bộ chuyện này đã giao cho hai trưởng lão Hứa Nhiên và Hứa Nguy, cho nên chỉ có thể ngồi ở đây, có điều bởi vì ông ấy là người đầu tiên tiếp xúc với Chu Dương, lúc thích hợp có thể đưa ra một số ý kiến. Quan trọng là vẫn phải quan sát hai trưởng lão Hứa Nhiên và Hứa Nguy. Lúc này chưa bàn luận được gì, Hứa Nhiên và hai tông sư võ giả của đối phương đã gươm súng sẵn sàng, trong tư thế có thể ra tay bất cứ lúc nào. Còn trưởng lão Hứa Nguy không có động thái gì, khuôn mặt không hề bận tâm, như thể tư thế chuẩn bị đánh nhau giữa Chu Phong, Ngưu Xuyên và Hứa Nhiên căn bản không hề tồn tại. Hổ gia thầm lo lắng, đầu óc quay cuồng, nghĩ xem làm thế nào để hóa giải tình thế căng thẳng trước mặt. Được rồi, Hứa Nhiên, ông ngồi đi, người đến là khách, ông muốn làm gì vậy? Lúc này, Hứa Nguy đột nhiên mở lời, giọng điệu rất bình thản. Sau đó Hứa Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi xuống, thậm chí trên người ông ta không còn chút khí thế mạnh mẽ vừa nãy. Ngưu Xuyên và Chu Phong thấy vậy, cũng quay về chỗ ngồi. Hai bên đều không có biểu cảm, như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Hổ gia hơi bối rối khi nhìn thấy vậy. Vừa nãy còn chuẩn bị đánh nhau, làm ông ấy nghĩ rằng hai bên thật sự ra tay, giờ lại như không có chuyện gì xảy ra. Hổ gia khẽ quay đầu nhìn Hứa Nguy, bỗng nhiên giật mình. Chắc chắn là trưởng lão Hứa Nguy. Vừa nãy chỉ dựa vào một câu nói của trưởng lão Hứa Nguy, lập tức hòa giải không khí căng thẳng ban đầu giữa hai bên. Mà trưởng lão Hứa Nguy đã làm như vậy, chứng tỏ rằng ít nhất ông ta không muốn ra tay với nhóm người Chu Dương, vậy cần phải tiếp tục thảo luận, cũng có khả năng hai bên hợp tác thành công. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hổ gia cảm thấy hứng thú. Nếu có thể quay về Hứa gia một lần nữa, trở thành nhánh chính của Hứa gia, vậy thì sẽ có một ngày ông ấy đột phá trở thành tông sư võ giả. Chu Dương, chúng ta có lẽ là bạn tốt, cùng mục tiêu chung, không cần phải làm bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy. Hứa Nguy khẽ cười nói, ánh mắt nhìn Chu Dương vô cùng thâm sâu khó lường. Chu Dương thầm cười khẩy. Nói thì nghe hay lắm, nhưng vừa nãy rõ ràng Hứa Nguy là người đầu tiên giấy lên bầu không khí căng thẳng, bây giờ lại ném chuyện này về phía Chu Dương. Chu Dương đâu có muốn như vậy chứ. Ha ha,
ý của trưởng lão Hứa Nguy là nếu vừa nãy trưởng lão Hứa Nguy không kích động như vậy, thì tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận thấu đáo chuyện này hơn. Chu Dương chế giễu, ném thẳng chuyện này lại, hơn nữa còn rất kiên quyết. Ừ, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bàn luận một cách thẳng thắn, chúng ta hợp tác với nhau không phải không được, nhưng nếu bên cậu chỉ có hai tông sư võ giả, vậy thì tôi có thể hiểu rằng, cậu chỉ muốn lợi dụng chúng tôi để hoàn thành mục đích của cậu phải không? Hứa Nguy cười nhạt, trên mặt lộ vẻ nhìn xa trông rộng, giống như bất kỳ câu nói nào của ông ta đều có lý, không ai có thể phản kháng. Nếu như bây giờ Hứa Nguy nói những điều này với một người bình thường, vậy thì có thể thành công. Nhưng đáng tiếc thay, Hứa Nguy lại nói những điều này với Chu Dương. Vốn dĩ Chu Dương không thèm bận tâm đến lời nói của Hứa Nguy, một người luôn có chủ ý xấu trong lòng. Cho dù lợi dụng bọn họ thì có làm sao? Lần này, cơ hội rất hiếm đối với nhánh phụ của đám người Hứa Nguy. Mà đây cũng là một khâu quan trọng giúp Chu Dương giành được sự giúp đỡ của Tô gia. Chu Dương chỉ cần làm tốt việc này, thậm chí không cần sự giúp đỡ của Tô gia, vẫn có thể giành được sự giúp đỡ một số gia tộc không cam lòng khác, thậm chí cả Tôn gia. Trên thế giới này, không hề có kẻ địch và bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích tồn tại vĩnh hằng. Không sai, Chu Dương có vài ân oán với Tôn gia, nhưng đối mặt với Hứa gia, mục tiêu giữa bọn họ đều giống nhau, vậy thì có thể gạt bỏ những hiềm khích trước đây, tiến tới hợp tác, cùng nhau chống lại Hứa gia. Trong lòng Chu Dương đã từng nghĩ đến những điều này. Đương nhiên không phải vậy, số lượng tông sư võ giả mà chúng tôi có thể điều động đương nhiên không bằng các vị, tuy nhiên cũng không ít hơn số này. Nói xong, Chu Dương giơ tay lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Hứa Nguy và Hứa Nhiên đều cảm thấy kinh ngạc. Đây là 5 người, không ít hơn 5 người. Mặc dù nói không nhiều hơn số lượng tông sư võ giả của bọn họ bây giờ, nhưng nếu như có 5 người, thêm bọn họ vào nữa, vẫn có cơ hội đối phó với đám người nhánh chính Hứa gia. Đột nhiên, Hứa Nguy và Hứa Nhiên hơi xao động. Đương nhiên rồi, nguyên nhân chủ yếu khiến họ lay động là nếu hợp tác với Chu Dương, bọn họ sẽ không cần phân chia bất cứ thứ đồ gì của Hứa gia. Mục đích của anh rất đơn giản, không muốn Hứa gia đến gây rắc rối cho anh. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể bàn về chuyện sau khi hợp tác. Hứa Nguy vênh mặt lên, thản nhiên nói. Còn ánh mắt của Hứa Nhiên nhìn Chu Dương cũng không còn coi thường như lúc đầu. Một mình nắm trong tay hơn 5 tông sư võ giả, vậy thì thực lực chắc chắn rất mạnh, nó sẽ khiến thế lực của nhánh phụ mạnh mẽ hơn. Tiếp đó, hai bên chấp nhận bàn bạc một số việc sau khi hợp tác và quá trình các bước hành động, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau khi đối mặt với sự khống chế của nhánh chính Hứa gia. Đúng rồi, nếu có thể, tôi vẫn hy vọng các ông phái hai vị tông sư võ giả cho tôi mượn tạm một thời gian, nói không chừng, tôi có thể tìm thêm nhiều tông sư võ giả khác. Chu Dương đột nhiên nói, ánh mắt sâu xa nhìn Hứa Nguy. Anh không biết Hứa Nguy có suy nghĩ gì về cách làm của mình, ông ta sẽ đồng ý hay không, nhưng có một điều chắc chắn là Hứa Nguy thật sự muốn xây dựng lại nhánh phụ này. Không được, hai tông sư võ giả, cậu muốn làm gì? Hứa Nguy còn chưa nói. Hứa Nhiên đã lên tiếng phản đối ngay. Theo ông ta thấy, cho dù hai tông sư võ giả không quá quan trọng đối với nhánh phụ như bọn họ, nhưng vẫn rất quý trọng. Bất kỳ một tông sư võ giả nào cũng đều là một bảo vật quý giá. Nếu hai tông sư võ giả bị Chu Dương điều đi, xảy ra chuyện gì, bọn họ hối hận cũng không kịp. Được, tôi đồng ý với cậu. Chương 793, tụ họp ở Thúy Hồ Cư 1. Căn phòng dường như yên lặng trong giây lát. Chu Dương nhìn Hứa Nguy với vẻ kinh ngạc, anh không ngờ rằng Hứa Nguy lại đồng ý với yêu cầu của Chu Dương, trong khi Hứa Nhiên lại nói thẳng là không thể. Hứa Nhiên sững sờ, liếc nhìn Hứa Nguy với ánh mắt khó hiểu. Hứa Nguy, ông! Hứa Nhiên chỉ vào Hứa Nguy, giọng nói có chút phẫn nộ. Ông ta không ngờ rằng, ông ta vừa từ chối yêu cầu của Chu Dương, thì Hứa Nguy lại đồng ý. Phải biết rằng, yêu cầu này của Chu Dương rất không công bằng với bọn họ. Bọn họ không biết thực lực của Chu Dương lớn mạnh bao nhiêu, vậy mà phải để hai tông sư võ giả nghe theo sự sai khiến của Chu Dương. Rốt cuộc có ý gì? Nhánh phụ của Hứa gia bọn họ vội vàng đến trước mặt Chu Dương, để anh chỉ huy sao? Mặc dù lần này bọn họ thảo luận với Chu Dương, toàn bộ đều do Hứa Nguy làm chủ,
thế nhưng địa vị trong nhánh phụ của Hứa Nhiên cũng không thấp, rất có tiếng nói trong gia tộc. Ông biết ông đang nói gì không? Hứa Nhiên gằn giọng nói. Lúc này, ông ta đã không còn quan tâm đến mệnh lệnh của Hứa Nguy trước đó. Hứa Nhiên, chuyện ở đây, do tôi phụ trách, ông đừng nhiều lời. Hứa Nguy khẽ liếc nhìn Hứa Nhiên, nhẹ nhàng nói, sau đó nở nụ cười nhìn Chu Dương. Chu Dương, tôi có thể đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng chỉ có thời gian 3 ngày, tôi hy vọng cậu có thể khiến chúng tôi ngạc nhiên trong vòng 3 ngày. Lời nói của Hứa Nguy rất nghiêm túc, trên mặt cũng không có ý giễu cợt. Chu Dương trầm lặng. Anh đương nhiên biết sự ngạc nhiên vui mừng trong lời của Hứa Nguy là gì. Vừa nãy Chu Dương giơ tay ra, nói anh có thể điều động tông sư võ giả không ít hơn số lượng ngón tay trên một bàn tay. Số lượng một bàn tay là 5 người, không thấp hơn 5, vậy thì ít nhất cũng 5 người. Bây giờ bên phía Chu Dương chỉ có 2 tông sư võ giả, đương nhiên không đáng để Hứa gia quan tâm, không có ý nghĩa lớn đối với Hứa gia, cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả. Thế nhưng, nếu là 5 người, hoặc trên 5 người là tông sư võ giả, vậy thì Hứa gia cần cư xử thận trọng. 5 tông sư võ giả, thêm người bọn họ có bây giờ, cho dù không thể nhanh chóng đánh bại người của nhánh chính Hứa gia, thì cũng đủ để bọn họ cầm cự trong thời gian dài. Còn Hứa Nguy nói vậy có nghĩa là ông ta đã đưa ra quyết định, lời vừa nãy của Hứa Nhiên không là gì. Hứa Nguy với tư cách là người chủ trì của cuộc họp lần này, đương nhiên được gia tộc giao cho quyền lên tiếng. Yên tâm, chỉ cần lúc đó các ông đừng né tránh, dốc toàn lực là được. Chu Dương cười nhạt, trong lòng cũng rất hài lòng. Lần này, Chu Dương còn nghĩ tới việc không biết Hứa gia có gây khó khăn cho mình hay không. Dù sao, thân phận và địa vị của anh rõ ràng không tệ hơn so với bọn họ. Mặc dù nhóm người Hứa gia tan rã vì cuộc nội chiến hơn 10 năm trước, tổn thất nặng nề, tuy nhiên cuối cùng thực lực nhánh phụ của Hứa gia còn tồn tại đến ngày nay cũng không thể coi thường. Còn có 2 tông sư võ giả được bên Hứa gia phái qua đây, Chu Dương càng thêm tự tin vào chuyện giữa Tô gia, Đinh gia và Tôn gia tại Thúy Hồ Cư 2 ngày sau. Sau khi ra quyết định cuối cùng với Hứa Nguy, Chu Dương đưa Ngưu Xuyên và Chu Phong về thẳng Vịnh Lục Cảnh. Bây giờ anh chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Từng ngày trôi qua, thời hạn 2 ngày đã hết. Chu Dương dậy rất sớm. Hôm nay có một sự kiện lớn tại Thúy Hồ Cư. Tôn gia, Đinh gia và Tô gia, cùng một số gia tộc khác, sẽ bàn chuyện về sự xuất hiện của Hứa gia tại Thúy Hồ Cư, thảo luận cách đối phó. Rốt cuộc đối đầu đến cùng như Tôn gia, hay ngồi quan sát những thay đổi giống Đinh gia. Sau khi thu dọn xong, Chu Dương đưa Ngưu Xuyên, Chu Phong và 2 tông sư võ giả bên Hứa gia điều qua, cùng nhau đi đến Thúy Hồ Cư. 2 tông sư võ giả bên Hứa gia điều qua, một người tên Hứa Phong Lực, một người tên Hứa Phong Phàm, đều khoảng 50 tuổi, tràn đầy năng lượng. 2 người này mới đến ngày hôm qua, mệnh lệnh Hứa gia giao cho bọn họ chính là nghe theo sự sắp xếp của Chu Dương. Chu Dương không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy 2 người hay hơi cứng nhắc, không linh hoạt lắm. Mặc dù Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm đều là tông sư võ giả, nhưng khi làm việc lại giống như những thằng nhóc. Chu Dương nói thầm trong lòng, anh không biết 2 người này khinh thường nói chuyện với người khác, hay là căn bản không có ý nghĩ này. Nhưng chỉ cần 2 người họ nghe lời thì tốt, Chu Dương cũng không quan tâm những chuyện khác. Thúy Hồ Cư là khách sạn lớn 5 sao cao cấp nhất Đông Hải, danh tiếng vang dội ở đây. Rất nhiều cuộc họp của các gia tộc lớn, thế lực lớn công ty hơn, hoặc nghi thức gì đó đều được tổ chức tại đây. Hầu như ngày nào cũng có người đến người đi, xe cộ qua lại trước cổng của Thúy Hồ Cư. Lúc Chu Dương đến Thúy Hồ Cư, người của Tô gia chưa đến. Sau khi đỗ xe, Chu Dương bước xuống nhìn quanh một lượt. Ở đây có nhiều người, hơn nữa trông có vẻ là đang đợi ai đó. Tuy nhiên, Chu Dương nhìn một vòng, không hề thấy người của Đinh gia, Tô gia và Tôn gia. Chỉ nghe tiếng một số người đang thảo luận, Chu Dương cũng biết bọn họ là ai, đến đây làm gì. Hai, các anh nói xem, chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Không biết, gia tộc chúng tôi không mạnh như vậy, chỉ có thể dựa vào một số gia tộc hạng nhất. Các anh nói coi, thái độ của Tôn gia cứng rắn như vậy, bọn họ lấy đâu ra khí thế đó chứ? Không biết, thật ra, tôi thấy đề xuất của Đinh gia rất tốt, chúng ta không làm gì cả,
lẽ nào Hứa gia gì đó sẽ liều lĩnh ra tay với chúng ta sao? Nhưng đừng quên, đây là xã hội hiện đại, gia tộc ẩn giật gì đó sớm không còn phổ biến nữa. 2. Chuyện này thật không dễ nói, chúng ta im lặng quan sát động tĩnh là được. Chu Dương nghe tiếng thảo luận nho nhỏ trong đám người, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Xem ra có không ít người biết đến tin tức của gia tộc ẩn giật rồi. Chu Dương không biết tin tức này là do một số gia tộc tự tìm hiểu, hay Tôn gia, Đinh gia công bố ra ngoài, mục đích là khơi dậy sự sợ hãi của các gia tộc thế lực khác, từ đó thực hiện kế hoạch của họ. Hơn nữa, một số gia tộc vẫn giữ ý kiến khác nhau về sự lựa chọn giữa Đinh gia và Tôn gia. Có người cảm thấy đề nghị của Tôn gia không tệ, nhưng trong lòng lại lo lắng Tôn gia không phải là đối thủ của Hứa gia. Có người lại thấy ý kiến của Đinh gia không sai, nhưng trong lòng lại lo lắng cho dù họ không làm gì như Đinh gia, thì liệu Hứa gia có tha cho họ thật hay không? Toàn bộ những do dự đó cứ lởn vởn trong đầu mọi người, khiến bọn họ rất phiền não. Điều quan trọng nhất chính là Đinh gia và Tôn gia nói đến Thúy Hồ Cư lúc 9 giờ sáng, nhưng bây giờ 9 giờ rưỡi, vẫn không nhìn thấy bóng người nào. Chương 794, tụ họp ở Thúy Hồ Cư 2. Chu Dương cũng không nóng vội, nếu anh muốn đi vào, dĩ nhiên có thể vào thẳng tìm Thủy Băng Nguyệt. Nhưng nếu như vậy, anh sẽ không thể biết được suy nghĩ thật sự và lựa chọn của Tôn gia, Đinh gia và cả Tô gia. Thay vì như vậy, thì cứ giống như những người khác, chờ ở bên ngoài là được. Dù sao chờ được nửa giờ rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Huống hồ, Chu Dương tự cho rằng Tôn gia và Đinh gia không dám trì hoãn quá lâu, suy cho cùng nhỡ chọc giận vài người gì thì sao? Còn về gia tộc, cũng dẫn đến phiền phức không nhỏ. Ôi, đến rồi, bọn họ đến rồi. Ai, là ai tới trước? Ồ, nhìn phô trương thế này chắc chỉ có Tôn gia thôi. Chậc chậc, không hổ là Tôn gia. Đột nhiên, mọi người trở nên huyên náo, sôi nổi nhìn về phía đầu đường. Chu Dương cũng nhìn theo, ánh mắt bỗng nheo lại. Đúng là phô trương quá. Chu Dương không biết là gia tộc nào đến, nhưng quả thực là rất phô trương. Một dãy 8 chiếc Rolls Royce cùng một màu, đang chậm chậm lái tới. 8 chiếc xe Rolls Royce dừng trên quảng trường ở trước cửa Thúy Hồ Cư, lập tức dẫn đến sự xôn xao không nhỏ. Tuy nói ở Thúy Hồ Cư có thể nhìn thấy những loại xe sang trọng như Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini không phải là chuyện hiếm có. Nhưng một lúc có thể nhìn thấy 8 chiếc như lần này, hơn nữa còn là xuất hiện theo hình thức đoàn xe, khiến người khác không thể không liếc mắt nhìn. Xe dừng hẳn, người ở bên trong cũng chậm rãi xuống xe. Chu Dương tập trung quan sát, trong lòng đã sáng tỏ. Quả nhiên là người của Tôn gia. Đi đầu chính là Tôn Càn Khôn, đi theo sau hắn chính là người đã từng có duyên gặp mặt một lần, Tôn Thiên Đại Thiếu gia Tôn gia. Phía sau bọn họ có 6 người, dập khuôn đi theo. 8 người 8 chiếc xe, mỗi người một chiếc, vô cùng phô trương, không hổ là Tôn gia. Thời khắc này, không chỉ mọi người đang vây xem, đến cả Chu Dương cũng không ngừng cảm thán, phô trương như vậy, quả thực phù hợp với tác phong trước sau như một của Tôn gia. Đinh gia cũng đến rồi. 8 người Tôn gia vừa xuống xe, không biết ai hô lên một câu, lại lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Một đoàn xe đi ngược hướng với Tôn gia cũng chậm rãi đi tới. Tuy đoàn xe này không phải Rolls Royce cùng một màu, nhưng cũng toàn bộ đều là Maybach, cũng là xe sang trọng không thua kém gì Rolls Royce. Đinh gia này tuy thực lực không bằng Tôn gia, nhưng phô trương thì không hề thua kém. Ai nói không phải chứ, dù sao cũng là gia tộc từng oai phong ở Đông Hải vài chục năm trước, cho dù bây giờ đã hơi suy yếu, nhưng thực lực vẫn tồn tại. Chậc chậc, không biết rốt cuộc Tôn gia và Đinh gia định đối phó với Hứa gia thế nào, chúng tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn đâu. Lần này Đinh gia cũng đến 8 người, mỗi người một xe. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, sắc mặt kiên nghị, thân hình rắn giỏi, từng bước đi khí thế oai phong lẫm liệt. Chu Dương không quen người này, nhưng Chu Dương biết người trẻ tuổi bên cạnh là Đinh Phàm của Đinh gia từng có duyên gặp mặt Chu Dương một lần, còn từng giao đấu với nhau. Người của Đinh gia vừa mới xuống xe thì lại có một đoàn xe từ từ lái tới, lại tiếp tục thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn có ai đến nữa nhỉ? Không biết, Tôn gia và Đinh gia đều đến rồi, chẳng lẽ là Tô gia?
Nhưng không phải trước đây bọn họ không bày tỏ bất kỳ thái độ gì sao, sao hôm nay lại tới đây? Không biết, có lẽ cũng vì chuyện của Hứa gia, dù sao Hứa gia xuất đầu lộ diện cũng ảnh hưởng lớn với gia tộc hạng nhất như bọn họ. Lại là một đoàn 8 chiếc xe, lần này là Bentley cùng một màu, trông có vẻ vô cùng uy nghiêm. Tôn gia, Đinh gia, Tô gia liên tiếp xuất hiện, dĩ nhiên những người của gia tộc đang đợi bọn họ không hề cảm thấy kỳ lạ. Nhưng đối với những người không biết chuyện gì thì thật sự là vô cùng chấn động. Tôn gia, Tô gia, Đinh gia đều là gia tộc hạng nhất của Đông Hải, danh tiếng ở Đông Hải hầu như không ai không biết, không ai không hiểu. Không phải người bình thường chưa từng gặp người của Tôn gia, Đinh gia, Tô gia, nhưng đa số bọn họ làm gì, hoặc tham gia hoạt động gì đều là cá nhân đơn lẻ. Còn bây giờ, mỗi một gia tộc đồng thời xuất hiện không chỉ một, mà tận 8 người, từng đoàn xe sang trọng một màu hết sức phô trương, có vẻ khá kích thích đối với mọi người. Quan trọng nhất là lần này lại xuất hiện một lúc cả 3 gia tộc hạng nhất. Tôn gia, Tô gia, Đinh gia đều xuất hiện ở Thúy Hồ Cư vào thời điểm này là có chuyện gì sao? Đa số người qua đường hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ theo sau đám người không ngừng gieo hò, muốn nhìn thấy phong thái của 3 gia tộc lớn với khoảng cách gần nhất. Chỉ là, người vây quanh hơi nhiều. Dưới sự bảo vệ của 3 gia tộc lớn, người qua đường căn bản không thể đến gần, chỉ có thể quan sát từ xa. 24 người của 3 đại gia tộc xuất hiện đầy đủ ở trước cửa Thúy Hồ Cư, giữ khoảng cách nhất định lẫn nhau, trông có vẻ tất cả đều vô hại. Người đứng đầu 3 gia tộc đứng ở cửa Thúy Hồ Cư, đều không đi vào, chỉ liếc nhìn lẫn nhau. Vừa nãy Chu Dương đã điều tra sơ lược, người đứng đầu Đinh gia chính là Đinh Chính Nghĩa, bố của Đinh Phàm, là con trai trưởng của gia chủ Đinh gia, cũng là người thừa kế Đinh gia, gia chủ tương lai. Ánh mắt Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa cùng nhau nhìn về phía Tô Thế Minh của Tô gia. Lần này, Tôn gia và Đinh gia đến Thúy Hồ Cư bàn bạc chuyện Hứa gia sắp trở lại, trước đó đã gửi thư mời đến Tô gia. Tuy bây giờ Tô gia đã đến, nhưng không biết là nhận thư mời của ai. Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa đều nhìn Tô Thế Minh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Đây không phải là trò đùa, lát nữa Tô Thế Minh sẽ đi vào cùng ai, điều đó có nghĩa là Tô gia đã tiếp nhận lời mời của phe đó, cũng đại diện cho việc Tô gia đồng ý với chủ trương của bên nào. Đừng xem thường chỗ đứng của Tô gia, họ sẽ mang đến ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với toàn bộ thế cục Đông Hải. Thậm chí, rất có khả năng dẫn đến sự tan vỡ và thất bại của một phía. Không biết lần này Tô gia sẽ tiếp nhận lời mời của ai? Tôn Càn Khôn cười híp mắt nhìn Tô Thế Minh, ánh mắt lóe lên một tia sáng, lộ ra sự nguy hiểm nhẹ. Dĩ nhiên Tôn Càn Khôn biết Đinh gia cũng gửi thư mời cho Tô gia, nhưng hắn không quan tâm đến điều này, chỉ cần Tô gia lựa chọn đứng về phía Tôn gia, vậy thì sẽ thu hút rất nhiều gia tộc gia nhập, sức mạnh của Tôn gia chống lại Hứa gia sẽ dồi dào thêm. Về phần Đinh gia, theo Tôn Càn Khôn thấy, chẳng qua chỉ là nhát gan sợ phiền phức thôi, vốn dĩ không đáng nhắc tới. Hừ, Tôn Càn Khôn, ông muốn làm gì? Tôn gia các ông tự muốn chết, chẳng lẽ còn muốn kéo theo Tô gia sao? Ông Tô, Hứa gia xuất đầu lộ diện, không ai có thể ngăn cản, tôi khuyên ông đừng nên học làm châu chấu đá xe như Tôn gia. Chương 795, tụ họp ở Thúy Hồ Cư 3. Đinh Chính Nghĩa lạnh lùng nói, vô cùng bất mãn trừng mắt liếc Tôn Càn Khôn, rất không hài lòng với hành động chất vấn Tô Thế Minh vừa rồi của hắn. Phải biết rằng, đến bây giờ Tô gia vẫn chưa bày tỏ thái độ, Tô gia lại là gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, nhất cử nhất động của Tô gia, đều có vô số người chú ý. Chỉ cần Tô gia có thể ủng hộ Đinh gia, vậy thì Đinh gia không chỉ có được một nhóm người lớn ủng hộ, mà còn có thể mưu đồ vài lợi ích sau khi Hứa gia xuất đầu lộ diện. Bỗng chốc, giữa Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa như đã gươm súng sẵn sàng. Người của Tôn gia và Đinh gia đến đây cũng coi nhau như kẻ thù, chỉ cần có một lời không hợp ý thì sẽ lập tức ra tay. Mọi người vây xem thì cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ đứng một bên hóng hớt. Ha ha, hai vị đang làm gì vậy? Có lời gì không thể nói chuyện tử tế sao? Sao phải khiến không khí căng thẳng chứ? Đúng lúc đó, một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo phía âm thanh thì thấy một người trẻ tuổi, bên cạnh có 4 người đi theo, 5 người cùng bước tới quảng trường trước cửa Thúy Hồ Cư,
đi thẳng tới trước mặt Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa, vẻ mặt mang theo một nụ cười thản nhiên. Thằng nhóc này là ai? Giả ngầu như vậy. Đúng vậy, cũng không nhìn xem ở đây đều là người thế nào à, người của Tôn gia, Đinh gia, Tô gia, đều là thuộc gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, chẳng lẽ người này muốn ra oai à? Nhưng sao tôi lại cảm thấy người này quen vậy, hình như từng nhìn thấy ở đâu đó. Ồ, người này không phải là... Mọi người nhìn thấy dáng vẻ của người đến, lập tức kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh đã có người đoán được thân phận của người đó. Chu Dương, mày đến đây làm gì? Tôn Càn Khôn nhìn thấy Chu Dương đi tới, vẻ mặt thoáng kinh ngạc nhưng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh tanh. Tôn Càn Khôn không ngờ, hôm nay lại gặp Chu Dương ở đây. Hắn vẫn không quên ân oán giữa mình và Chu Dương. Lúc đó Tô gia nội chiến, Tô Thế Cầm mời hắn đến giúp đỡ, sau đó hắn bị Chu Dương và Trần Thế Hảo dạy dỗ một trận, đến tay cũng bị đánh gãy cả xương, ở nhà nghỉ ngơi rất lâu mới có thể hồi phục. Vốn dĩ Chu Dương từ Tương Tây trở về Đông Hải, Tôn Thiên còn nói với Tôn Càn Khôn có muốn đi gây phiền phức cho Chu Dương không. Lúc đó, trong lòng Tôn Càn Khôn đã biết một vài việc do đó không ra mặt. Nhưng Tôn Càn Khôn không ngờ, bản thân chưa tìm Chu Dương gây phiền phức thì hôm nay anh đã công khai xuất hiện ở đây, hơn nữa trông dáng vẻ hình như còn muốn can thiệp vào chuyện của bọn họ. Đúng là chán sống, hay là Chu Dương cảm thấy bản thân ở Đông Hải đã đứng ở đỉnh kim tự tháp trên vạn người rồi. Lời của Tôn Càn Khôn đã chứng minh thân phận của Chu Dương. Mọi người đứng xung quanh lập tức trở nên hứng thú. Vốn dĩ, Tô gia, Tôn gia, Đinh gia lần lượt xuất hiện ở Thúy Hồ Cư đã là một chuyện lớn rồi. Nhưng bây giờ, đến cả Chu Dương cũng xuất hiện, chuyện này nhất định là vô cùng quan trọng. Dù sao, thân phận của Chu Dương cũng không phải là bí mật đối với rất nhiều người. Ở Đông Hải, sự phát triển của công ty Danh Dương hiện nay như diều gặp gió, vô cùng mạnh mẽ, không chỉ lượng tiêu thụ ở Đông Hải liên tục tăng cao, mà số lượng cửa hàng kinh doanh ở Đông Hải cũng không ngừng gia tăng. Có thể nói, hầu như mỗi một nơi buôn bán đều có cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm của công ty Danh Dương. Vì vậy, mọi người hết sức quen thuộc với công ty Danh Dương, đối với cổ đông của công ty Danh Dương như Chu Dương, hai người đặt kế hoạch nòng cốt dĩ nhiên cũng khá quen thuộc. Chậc chậc, mọi người nói xem, Chu Dương này đến đây đại diện cho bản thân anh ta hay là đại diện cho công ty Danh Dương? Cái này cũng khó nói, nghe nói gia cảnh của Chu Dương này không đơn giản. Còn có quan hệ với câu lạc bộ Silver Lake. Mọi người nói xem, giọng điệu nói chuyện của Tôn Càn Khôn và Chu Dương hình như không được tốt lắm, có phải giữa bọn họ có ân oán gì không? Không biết, ôi, mọi người nói xem, nếu chúng ta tung chuyện này lên mạng, liệu có hot luôn không? Mọi người đang thảo luận sôi nổi, thậm chí có phóng viên đã bắt đầu sáng tác bản thảo, còn tiện tay dùng điện thoại chụp hình ảnh mấy ông lớn trò chuyện vui vẻ trước cửa Thúy Hồ Cư. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ là một chuyện hot ở Đông Hải. Đông Hải có không ít gia tộc hạng nhất, nhưng bình thường không xuất hiện, hầu như không lộ diện trước mặt người ngoài. Bây giờ không dễ dàng gì mới lộ mặt, hơn nữa một lúc có hẳn ba gia tộc, một khi truyền ra ngoài nhất định sẽ hot đến nổ mắt. Chẳng mấy chốc, người vây xem trước cửa Thúy Hồ Cư càng lúc càng nhiều, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, sao lại có nhiều người của gia tộc lớn tụ tập ở đây đến vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, tôi nghĩ chắc mọi người cũng không muốn bị dòm ngó như khỉ ở đây nhỉ. Có chuyện gì, chỉ bằng chúng ta cùng nhau vào trong, tìm một chỗ nói chuyện cẩn thận, hoặc mọi người có ý kiến nào khác không? Chu Dương rất bình tĩnh, cho dù đối mặt với Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười bình thản. Vào Thúy Hồ Cư trước một bước, Chu Dương vẫy tay tìm giám đốc Quách, bảo ông ta sắp xếp một phòng VIP lớn. Bọn họ cần bàn chuyện. Giám đốc Quách lập tức đi sắp xếp, không nói thêm lời nào. Đùa sao, lần trước người trước mặt này đã cầm một tấm danh thiếp của tổng giám đốc đến tìm cô ấy, sau đó Thủy Băng Nguyệt không chỉ gặp anh ta, mà còn ra ngoài cùng anh ta, ở bên ngoài suốt hai ngày mới quay về Thúy Hồ Cư. Giám đốc Quách không dám nghĩ lung tung Thủy Băng Nguyệt và Chu Dương ra ngoài đã làm gì, giữa bọn họ có quan hệ gì, ông ta chỉ biết. Người trước mặt này có quan hệ vô cùng tốt với tổng giám đốc của bọn họ, tuyệt đối không phải là người một giám đốc nho nhỏ như ông ta có thể đắc tội. Chỉ cần Chu Dương không lật tung Thúy Hồ Cư, giám đốc Quách sẽ không để ý.
Bố trí một căn phòng lớn một chút để bọn họ bàn chuyện, đối với giám đốc Quách thật sự là một chuyện chỉ cần phất tay là được, không đáng nhắc tới. Đã sắp xếp căn phòng bên này cho anh rồi, xin mời. Giám đốc Quách vô cùng khách sáo, 2 phút đã sắp xếp xong xuôi một căn phòng. Chu Dương mỉm cười, đi theo giám đốc Quách lên tầng. Nếu anh đoán không nhầm, giám đốc Quách muốn sắp xếp căn phòng lớn ở tầng 3 cho bọn họ. Thúy Hồ Cư tổng cộng cũng chỉ có 3 tầng, văn phòng của Thủy Băng Nguyệt chính là ở tầng 3, ngoài ra, tầng 3 còn có 2 căn phòng lớn nhất Thúy Hồ Cư, có lẽ cũng để tổ chức tiệc tùng cao cấp. Bây giờ, giám đốc Quách không nhiều lời đã trực tiếp sắp xếp cho Chu Dương đi vào phòng Thăng Long, một trong 2 căn phòng lớn nhất. Nhìn Chu Dương và giám đốc Quách lên tầng, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Đến cả người của Tôn gia, Đinh gia, thậm chí là Tô gia cũng vô cùng bất ngờ. Chu Dương này rốt cuộc có lai lịch gì? Trước đây bọn họ còn cho rằng Chu Dương chỉ là một thằng nhóc may mắn, dựa vào thân phận cổ đông công ty Danh Dương mà có chút địa vị ở Đông Hải, sau đó không biết làm thế nào mà lôi kéo quan hệ với câu lạc bộ Silver Lake. Nhưng bây giờ xem ra, còn rất nhiều điều họ không biết về Chu Dương. Đinh Chính Nghĩa không hiểu tình hình của Chu Dương lắm, trong lòng chỉ hơi kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ gì khác. Chỉ là ông ta không ngờ, con trai ở đằng sau ông ta, Đinh Phàm nhìn thấy Chu Dương, ánh mắt lại phức tạp đến vậy. Chương 796, tranh luận. Đương nhiên là Đinh Phàm biết một số tin tức về Chu Dương, nếu không lần trước hắn đã không tới câu lạc bộ Silver Lake làm phiền Chu Dương. Nhưng hắn không ngờ, hắn không những không phải đối thủ của Chu Dương, mà giờ đây hắn cũng chẳng biết rõ Chu Dương có thân phận như nào. Nơi đây lại là Thúy Hồ Cư, còn yêu cầu cao hơn cả bên câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương lõi đời như vậy từ lúc nào thế? Không chỉ riêng Đinh Phàm, cả Tôn Càn Khôn và Tô Thế Minh cũng khiếp sợ. Trước giờ Tôn Càn Khôn và Tô Thế Minh luôn khoác lác rằng họ khá hiểu Chu Dương, còn đi điều tra rất nhiều về gia cảnh của anh. Nhưng họ lại không hề biết Chu Dương có mối quan hệ tốt với người ở trong Thúy Hồ Cư như vậy. 3 người nhìn nhau, đều thấy được vẻ sửng sốt trong mắt đối phương. 3 người vốn như súng đã lên nòng, lúc này lại làm như thể không có gì xảy ra, mắt hơi nheo lại, đi theo Chu Dương lên tầng. Mà sự xuất hiện cùng lúc của Tôn Càn Khôn, Đinh Chính Nghĩa và Tô Thế Minh cũng khiến cho khách khứa trong Thúy Hồ Cư kinh ngạc một phen. Tuy những người có thể chi tiêu trong Thúy Hồ Cư đều là những người sang giàu, nhưng chưa chắc tất cả họ đều là người của gia tộc hạng nhất. Nên khi 3 người đứng đầu của 3 gia tộc hạng nhất cùng xuất hiện mới khiến mọi người ngạc nhiên như vậy. Nhưng, mọi người cũng đều là người có thân phận, sẽ không liều lĩnh đi tới làm phiền, tránh việc bị ghét. Thúy Hồ Cư có 3 tầng, ngoài phòng tổng giám đốc của Thủy Băng Nguyệt và phòng tiếp khách ra, thì vẫn còn 2 phòng VIP ở 2 bên. Phòng Thăng Long và phòng Phượng Minh. Bước vào phòng Thăng Long, mọi người bỗng bị thu hút bởi phong cách bên trong. Ngay cả Chu Dương cũng liên tục tấm tắc khen ngợi. Lần trước lúc anh tới cũng chỉ muốn gặp mặt Thủy Băng Nguyệt thôi, chứ chẳng có tâm trạng hay rảnh rỗi đâu mà đi ngắm nhìn những cấu trúc bên trong Thúy Hồ Cư. Nên đây cũng được coi là lần đầu anh nhìn thấy cấu trúc bên trong Thúy Hồ Cư, do đó anh ngắm nhìn mãi, trong lòng cũng nghĩ, quả đúng là Thúy Hồ Cư, không hổ danh là phong cách tiêu tiền của Chu gia ở thủ đô. Phòng Thăng Long rất rộng, Chu Dương liếc qua một vòng ước chừng khoảng gần 1.000 mét vuông, có 16 cột đá hình trụ đứng lặng trong đó, trên chiếc cột còn trang trí vô vàn những con rồng vàng bay lên, trông hừng hực khí thế. Chu tiên sinh, cần gì anh cứ tìm tôi là được, tôi không làm phiền các anh nữa. Giám đốc Quách rất tình ý, ông ta thấy bầu không khí nơi này có gì đó kỳ lạ nên rời đi luôn, không làm phiền họ nữa. Chẳng mấy chốc, người của Tôn gia, Đinh gia, Tô gia đều ngồi xuống, vài gia tộc nhận được thư mời của Tôn gia và Đinh gia cũng cùng nhau ngồi xuống. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đổ dồn lên Chu Dương. Mọi người nhìn tôi làm gì, tuy hôm nay tôi không mời mà đến, nhưng tôi rất tò mò không biết hôm nay mọi người sẽ quyết định như nào. Chu Dương nhún vai, khẽ cười nói, sau đó anh ngồi xuống, cùng với 3 gia tộc lớn tạo nên 4 phía. 4 bên ngồi nhìn nhau, bên cạnh Chu Dương chỉ có 4 người, Ngưu Xuyên, Chu Phong, Hứa Phong Lực, Hứa Phong Phàm. Còn bên Tôn gia, Đinh gia hay là Tô gia, ngoài người trong gia tộc của họ ra, thì còn có cả những người trong gia tộc khác.
họ đều là những gia tộc nhỏ dựa vào ba gia tộc lớn để sinh tồn. Lần này tới bàn bạc thật ra cũng quyết định luôn vận mệnh gia tộc của bọn họ. Chu Dương, mày khiến tao ngạc nhiên lắm đó, lâu không gặp không ngờ mày thay đổi nhiều nhỉ. Tôn Càn Khôn mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Chu Dương đầy ý thăm dò, như thể muốn nhìn thấu Chu Dương. Ha ha, như nhau cả thôi, lâu không gặp, Tôn nhị gia vẫn hống hách nhỉ, tôi đang rất tò mò coi thái độ của Tôn gia các ông đây, không biết các ông lấy đâu ra dũng khí mà lại dám đối đầu với Hứa gia thế. Chu Dương cười, nói luôn vào chủ đề. Anh không biết mọi người đang kìm nén cái gì, mục đích mọi người tới đây là gì còn chưa rõ sao? Dấu diếm không nói, chẳng lẽ đang chờ người khác nói trước à? Nghe Chu Dương nói vậy, bầu không khí trong phòng Thăng Long bỗng trở nên căng thẳng. Nhiều gia tộc bình thường đều hướng mắt nhìn đám người Tôn gia, Đinh gia và Tô gia. Sở dĩ lần này họ tụ họp tại Thúy Hồ Cư là vì Tôn gia và Đinh gia cùng gửi thư mời mọi người tới bàn bạc xem các gia tộc lớn ở Đông Hải nên đối mặt như nào với sự xuất đầu lộ diện của Hứa gia. Việc này liên quan tới lợi ích của tất cả các gia tộc ở Đông Hải, nên không ai dám coi thường. Phải đó, Tôn Càn Khôn, người ta gọi ông có một tiếng Tôn nhị gia mà ông tưởng Tôn gia của ông có thể một tay che trời ở Đông Hải này sao? Chẳng lẽ Tôn gia ông mạnh hơn cả gia tộc ẩn giật Hứa gia ư? Hừ, có khi Hứa gia chỉ cần động nhẹ một cái, Tôn gia các ông đã biến mất luôn rồi, đối đầu với Hứa gia ư, thế mà ông cũng dám nói ra được. Các vị, chúng ta phải nghĩ kỹ vào, Hứa gia là một gia tộc như nào chứ? Một gia tộc ẩn giật, vượt lên cả gia tộc hạng một của chúng ta, mọi người phải cân nhắc cho kỹ, đừng đưa ra quyết định sai lầm nào, kẻo hối hận không kịp. Đinh Chính Nghĩa phân tích rõ hơn về câu nói của Chu Dương, đồng thời ông ta cũng không quên chế giễu Tôn Càn Khôn và cảnh cáo đám gia tộc có ý định liên minh với Tôn gia. Quả nhiên, Đinh Chính Nghĩa vừa dứt lời đã khiến mọi người rơi vào trầm tư. Cái khác không nói, chỉ riêng gia tộc hạng nhất như Tôn gia, Đinh gia và Tô gia khi đối mặt với Hứa gia cũng phải thận trọng từng ly từng tí, chứ nói gì đến mấy gia tộc kém họ. Nếu như họ muốn liều chết với Hứa gia, hậu quả cũng không khó đoán. Tôn Càn Khôn dám làm như vậy có lẽ do hắn có sức mạnh, nhưng gia tộc của hắn là gia tộc hạng nhất, có thế lực. Còn họ thì sao? Cùng lắm chỉ là gia tộc hạng hai, cũng chẳng khác biệt gì so với gia tộc hạng nhất, họ cũng không hề mạnh. Hừ, ông Đinh, ý ông là sao? Đinh gia ông muốn làm con rùa rụt cổ thì thôi đi, chẳng lẽ còn bắt những người khác cũng phải e dè sợ sệt giống ông sao? Hừ, tuy Hứa gia là gia tộc ẩn giật, nhưng 10 năm trước, nội bộ Hứa gia đã xảy ra đấu đá lẫn nhau, thế lực hiện giờ giảm đi rõ rệt, chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau chắc chắn sẽ có cơ hội. Tôn Càn Khôn không hài lòng với hành động phá đám của Đinh Chính Nghĩa. Dứt lời, Tôn Càn Khôn lướt nhìn mọi người, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Trước khi tới, Tôn gia đã liên lạc với rất nhiều gia tộc và đã thống nhất là hôm nay sẽ liên minh với nhau, cùng chống lại Hứa gia. Nhưng vừa rồi Đinh Chính Nghĩa nói vậy làm rất nhiều người ở đây cũng muốn rút lui, chuyện này khiến Tôn Càn Khôn vô cùng khó chịu. Tô Thế Minh, Tô gia các ông từ đầu tới giờ vẫn chưa nói gì nhỉ? Trước kia tôi đã gửi thư mời ông tới bàn bạc chuyện này, dù như nào Tô gia ông cũng phải nói đôi lời. Chương 797, ý đồ xấu. Ánh mắt Tôn Càn Khôn sáng rực nhìn Tô Thế Minh. Bầu không khí trong phòng Thăng Long lập tức trở nên căng thẳng. Đây là lần hiếm hoi Tôn Càn Khôn nói xong mà Đinh Chính Nghĩa không phản bác. Đúng là dù như nào, Tô gia chọn phe Tô gia kiên cường đánh Hứa gia, hay chọn phe Đinh gia bàng quan mọi chuyện, thì ít nhất lúc này cũng phải bày tỏ thái độ cho mọi người biết. Nếu Tô gia cứ đưa đẩy như này, rốt cuộc có ý gì? Định làm kẻ phản bội. Vậy phải hỏi Tôn gia và Đinh gia của chúng ta có đồng ý không? Đúng vậy, Tô gia đến giờ vẫn không biểu hiện gì cả. Mọi người nói xem Tô gia theo ai? Khó quá, Tô gia trước giờ khá trầm không thích gây sự với người khác, tôi thấy khả năng chọn Đinh gia khá cao, mặc kệ chuyện Hứa gia. Không chắc, thực lực Tô gia dù mạnh, nhưng không so sánh với Hứa gia được. Nếu Tô gia chọn phe Đinh gia, có thể sau này khi Hứa gia xuất hiện sẽ tìm bọn họ gây sự đầu tiên. Đúng vậy, kết quả có ra sao, dù Tô gia đứng bên nào, Hứa gia cũng sẽ tìm liên minh Tô gia. Suy cho cùng thì, gặm khúc xương khó nhất sẽ dễ uy hiếp những người khác.
Mọi người to nhỏ bàn tán, nhìn mấy người bên Tô gia, nhất là Tô Thế Minh, ánh mắt có gì đó không đúng. Thậm chí, không ít người còn hy vọng Tô gia sẽ chọn một phe khác. Như vậy, khi Hứa gia xuất hiện, áp lực lên bản thân họ sẽ nhẹ bớt. Dù sao, lấy súng gõ đầu chim, một khi thực lực một phe quá mạnh, đó như một lời khiêu chiến tới Hứa gia. Mọi người trong phòng Thăng Long đều nhìn Tô gia, chờ biểu hiện của Tô Thế Minh. Ý gì đây, dồn ép tôi sao, hay tưởng Tô gia sợ các người? Tô Thế Minh lạnh lùng nói, đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt nghiêm nghị. À, ông Tô, không phải, chúng tôi đâu có bức ép ông, hôm nay Tôn gia chúng tôi và Đinh gia bày tỏ chính kiến của mình, một gia tộc hạng nhất như Tô gia không quan tâm sao? Tôn Càn Khôn cười khẩy, quyết tâm khiến Tô Thế Minh thể hiện thái độ, không chút nhượng bộ. Hay ý Tô gia các ông chuẩn bị đến khi Hứa gia xuất hiện, rồi mon men đến gần phản bội chúng tôi, làm tay sai cho Hứa gia. Tôn Càn Khôn nghiêm giọng mắng, lời nói sắc bén khiến ai nấy rùng mình. Lần này, lời hắn như chọc gậy vào tổ ong vò vẽ. Mọi người đang ngồi dưới đều là gia tộc ở Đông Hải, kinh doanh ở đây cũng hơn 20 năm, thậm chí còn có lịch sử dài trăm năm. Bình thường giữa các gia tộc có phát sinh mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, mọi người vẫn chung một thuyền. Nói qua nói lại, tài nguyên ở Đông Hải đều do đông đảo các gia tộc này nắm giữ, không dễ dàng để người ngoài cướp đi. Đối với những gia tộc này, Hứa gia chính là người ngoài. Nói Hứa gia là gia tộc ẩn giật cũng không đúng, ẩn giật mấy chục năm như vậy, thậm chí còn dài hơn. Những gia tộc ở đây có nghe nói tới Hứa gia cũng không được mấy người, làm sao có thể thấy thân quen, có tình cảm với Hứa gia. Mà bây giờ Hứa gia tái xuất, chắc chắn là muốn chiếm đoạt tài nguyên từ tay bọn họ, đó chẳng khác gì giết người. Nếu giờ Tô gia chọn dựa hơi Hứa gia, hợp tác với Hứa gia, tức là phản bội tất cả các gia tộc ngồi đây. Nhất thời mọi người đều vô cùng căm phẫn, trừng mắt nhìn Tô Thế Minh và Tô gia, hận không thể vạch trần. Thậm chí, một ít gia tộc nhỏ sống phụ thuộc vào Tô gia, giờ cũng lộ ra vẻ khó tin, có lẽ đã sớm tránh xa Tô gia, không muốn có quan hệ dính dáng đến Tô gia. Chiêu này của Tôn Càn Khôn, đúng là không ngờ được. Không chỉ Tô Thế Minh và mọi người trong Tô gia không ngờ, mà đến Đinh Chính Nghĩa, thậm chí Chu Dương cũng vậy. Vì câu nói của Tôn Càn Khôn mà bầu không khí trong phòng Thăng Long ngày càng ngột ngạt, trong ánh mắt Chu Dương mơ hồ có ý cười châm biếm. Anh nhìn hắn ta một cái, hứng thú hơn một chút về Tôn Nhị gia. Trước giờ, Chu Dương từng nghe tới danh tiếng Nhị gia của Tôn gia Tôn Càn Khôn, nhưng lần trước Tô gia nội chiến, Chu Dương giúp đỡ Tô Thế Minh, sau khi mỉa mai chế giễu Tôn Càn Khôn ở Tô gia, anh tưởng Tôn Càn Khôn chỉ được mã ngoài, hoàn toàn không như lời đồn. Nhưng giờ xem ra, Chu Dương buộc phải thừa nhận lúc trước anh hơi bảo thủ rồi. Song việc Tôn Càn Khôn nói làm kích động cảm xúc của mọi người, chưa chắc đã là chuyện không tốt với Chu Dương. Đúng là bây giờ, theo góc nhìn từ hắn và mọi người, Tô gia có ba sự lựa chọn. Một là Tôn gia, hai là Đinh gia và ba là bám vào Hứa gia, phản bội đông đảo gia tộc ở Đông Hải. Nhưng trong lòng Chu Dương, Tô gia còn lựa chọn nữa, đó là hợp tác với anh. Tôn Càn Khôn, ý ông là gì? Tô gia chúng ta muốn ăn bám Hứa gia khi nào vậy? Tô Thế Minh hạ thấp giọng, sắc mặt âm trầm như nước. Ông ta không ngờ Tôn Càn Khôn nói thế, và phản ứng của mọi người lại gay gắt tới vậy. Thật ra nếu nghĩ kỹ hơn, Tô Thế Minh có thể hiểu sao mọi người lại kích động như vậy sau khi nghe lời Tôn Càn Khôn. Tô gia dù là gia tộc hạng nhất, nhưng địa vị này cũng là được các gia tộc khác ở Đông Hải thừa nhận. Mà tài nguyên Tô gia sở hữu, cũng là được kế thừa từ các gia tộc đó. Dù chỗ tài nguyên đó của Tô gia, Đinh gia hay Tôn gia, hay thuộc những gia tộc khác, thì vẫn luôn nằm trên miếng bánh Đông Hải. Nhưng Hứa gia không có phần trên miếng bánh này, Hứa gia là người ngoài. Nên bảo Hứa gia là gia tộc ẩn giật, thì cũng không khác gì những gia tộc người ngoài khác. Bây giờ nếu Tô gia dựa hơi Hứa gia, đồng nghĩa việc chia miếng bánh này cho Hứa gia, đây là sự phản bội nghiêm trọng. Tô Thế Minh biết giờ không được làm loạn. Cục diện trước mắt dù khó tin, ánh mắt mọi người nhìn Tô gia bọn họ đầy chê trách, nhưng Tô Thế Minh tự thấy lời của Tôn Càn Khôn chỉ gió thoảng mây bay, không có bằng chứng. Huống chi, Tô gia hoàn toàn không có ý định bám víu Hứa gia. Nước mất nhà tan, tổ chứng cũng chẳng còn,
Đạo lý này Tô Thế Minh biết rõ. Chưa cần bàn chuyện khác, nếu Tô gia thật sự quy phục Hứa gia, thì dựa vào thực lực Hứa gia để càn quét các gia tộc ở Đông Hải không phải chuyện khó. Nhưng khi Hứa gia quét sạch rồi, quay đầu lại thấy Tô gia ở đó, trong lòng có suy nghĩ gì? Chương 798, quay mặt. Ánh mắt Tôn Càn Khôn sáng rực nhìn Tô Thế Minh. Bầu không khí trong phòng Thăng Long lập tức trở nên căng thẳng. Đây là lần hiếm hoi Tôn Càn Khôn nói xong mà Đinh Chính Nghĩa không phản bác. Đúng là dù như nào, Tô gia chọn phe Tô gia kiên cường đánh Hứa gia, hay chọn phe Đinh gia bàng quan mọi chuyện, thì ít nhất lúc này cũng phải bày tỏ thái độ cho mọi người biết. Nếu Tô gia cứ đưa đẩy như này, rốt cuộc có ý gì? Định làm kẻ phản bội. Vậy phải hỏi Tôn gia và Đinh gia của chúng ta có đồng ý không? Đúng vậy, Tô gia đến giờ vẫn không biểu hiện gì cả. Mọi người nói xem Tô gia theo ai? Khó quá, Tô gia trước giờ khá trầm không thích gây sự với người khác, tôi thấy khả năng chọn Đinh gia khá cao, mặc kệ chuyện Hứa gia. Không chắc, thực lực Tô gia dù mạnh, nhưng không so sánh với Hứa gia được. Nếu Tô gia chọn phe Đinh gia, có thể sau này khi Hứa gia xuất hiện sẽ tìm bọn họ gây sự đầu tiên. Đúng vậy, kết quả có ra sao, dù Tô gia đứng bên nào, Hứa gia cũng sẽ tìm liên minh Tô gia. Suy cho cùng thì, gặm khúc xương khó nhất sẽ dễ uy hiếp những người khác. Mọi người to nhỏ bàn tán, nhìn mấy người bên Tô gia, nhất là Tô Thế Minh, ánh mắt có gì đó không đúng. Thậm chí, không ít người còn hy vọng Tô gia sẽ chọn một phe khác. Như vậy, khi Hứa gia xuất hiện, áp lực lên bản thân họ sẽ nhẹ bớt. Dù sao, lấy súng gõ đầu chim, một khi thực lực một phe quá mạnh, đó như một lời khiêu chiến tới Hứa gia. Mọi người trong phòng Thăng Long đều nhìn Tô gia, chờ biểu hiện của Tô Thế Minh. Ý gì đây, dồn ép tôi sao, hay tưởng Tô gia sợ các người? Tô Thế Minh lạnh lùng nói, đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt nghiêm nghị. À, ông Tô, không phải. Chúng tôi đâu có bức ép ông, hôm nay Tôn gia chúng tôi và Đinh gia bày tỏ chính kiến của mình, một gia tộc hạng nhất như Tô gia không quan tâm sao? Tôn Càn Khôn cười khẩy, quyết tâm khiến Tô Thế Minh thể hiện thái độ, không chút nhượng bộ. Hay ý Tô gia các ông chuẩn bị đến khi Hứa gia xuất hiện, rồi mon men đến gần phản bội chúng tôi, làm tay sai cho Hứa gia. Tôn Càn Khôn nghiêm giọng mắng, lời nói sắc bén khiến ai nấy rùng mình. Lần này, lời hắn như chọc gậy vào tổ ong vò vẽ. Mọi người đang ngồi dưới đều là gia tộc ở Đông Hải, kinh doanh ở đây cũng hơn 20 năm, thậm chí còn có lịch sử dài trăm năm. Bình thường giữa các gia tộc có phát sinh mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, mọi người vẫn chung một thuyền. Nói qua nói lại, tài nguyên ở Đông Hải đều do đông đảo các gia tộc này nắm giữ, không dễ dàng để người ngoài cướp đi. Đối với những gia tộc này, Hứa gia chính là người ngoài. Nói Hứa gia là gia tộc ẩn giật cũng không đúng, ẩn giật mấy chục năm như vậy, thậm chí còn dài hơn. Những gia tộc ở đây có nghe nói tới Hứa gia cũng không được mấy người, làm sao có thể thấy thân quen, có tình cảm với Hứa gia. Mà bây giờ Hứa gia tái xuất, chắc chắn là muốn chiếm đoạt tài nguyên từ tay bọn họ, đó chẳng khác gì giết người. Nếu giờ Tô gia chọn dựa hơi Hứa gia, hợp tác với Hứa gia, tức là phản bội tất cả các gia tộc ngồi đây. Nhất thời mọi người đều vô cùng căm phẫn, trừng mắt nhìn Tô Thế Minh và Tô gia, hận không thể vạch trần. Thậm chí, một ít gia tộc nhỏ sống phụ thuộc vào Tô gia, giờ cũng lộ ra vẻ khó tin, có lẽ đã sớm tránh xa Tô gia, không muốn có quan hệ dính dáng đến Tô gia. Chiêu này của Tôn Càn Khôn, đúng là không ngờ được. Không chỉ Tô Thế Minh và mọi người trong Tô gia không ngờ, mà đến Đinh Chính Nghĩa, thậm chí Chu Dương cũng vậy. Vì câu nói của Tôn Càn Khôn mà bầu không khí trong phòng Thăng Long ngày càng ngột ngạt, trong ánh mắt Chu Dương mơ hồ có ý cười châm biếm. Anh nhìn hắn ta một cái, hứng thú hơn một chút về Tôn Nhị gia. Trước giờ, Chu Dương từng nghe tới danh tiếng Nhị gia của Tôn gia Tôn Càn Khôn, nhưng lần trước Tô gia nội chiến, Chu Dương giúp đỡ Tô Thế Minh, sau khi mỉa mai chế giễu Tôn Càn Khôn ở Tô gia, anh tưởng Tôn Càn Khôn chỉ được mã ngoài, hoàn toàn không như lời đồn. Nhưng giờ xem ra, Chu Dương buộc phải thừa nhận lúc trước anh hơi bảo thủ rồi. Song việc Tôn Càn Khôn nói làm kích động cảm xúc của mọi người, chưa chắc đã là chuyện không tốt với Chu Dương. Đúng là bây giờ, theo góc nhìn từ hắn và mọi người, Tô gia có ba sự lựa chọn.
Một là Tôn gia, hai là Đinh gia và ba là bám vào Hứa gia, phản bội đông đảo gia tộc ở Đông Hải. Nhưng trong lòng Chu Dương, Tô gia còn lựa chọn nữa, đó là hợp tác với anh. Tôn Càn Khôn, ý ông là gì? Tô gia chúng ta muốn ăn bám Hứa gia khi nào vậy? Tô Thế Minh hạ thấp giọng, sắc mặt âm trầm như nước. Ông ta không ngờ Tôn Càn Khôn nói thế, và phản ứng của mọi người lại gay gắt tới vậy. Thật ra nếu nghĩ kỹ hơn, Tô Thế Minh có thể hiểu sao mọi người lại kích động như vậy sau khi nghe lời Tôn Càn Khôn. Tô gia dù là gia tộc hạng nhất, nhưng địa vị này cũng là được các gia tộc khác ở Đông Hải thừa nhận. Mà tài nguyên Tô gia sở hữu, cũng là được kế thừa từ các gia tộc đó. Dù chỗ tài nguyên đó của Tô gia, Đinh gia hay Tôn gia, hay thuộc những gia tộc khác, thì vẫn luôn nằm trên miếng bánh Đông Hải. Nhưng Hứa gia không có phần trên miếng bánh này, Hứa gia là người ngoài. Nên bảo Hứa gia là gia tộc ẩn giật, thì cũng không khác gì những gia tộc người ngoài khác. Bây giờ nếu Tô gia dựa hơi Hứa gia, đồng nghĩa việc chia miếng bánh này cho Hứa gia, đây là sự phản bội nghiêm trọng. Tô Thế Minh biết giờ không được làm loạn. Cục diện trước mắt dù khó tin, ánh mắt mọi người nhìn Tô gia bọn họ đầy chê trách, nhưng Tô Thế Minh tự thấy lời của Tôn Càn Khôn chỉ gió thoảng mây bay, không có bằng chứng. Huống chi, Tô gia hoàn toàn không có ý định bám víu Hứa gia. Nước mất nhà tan, tổ chứng cũng chẳng còn. Đạo lý này Tô Thế Minh biết rõ. Chưa cần bàn chuyện khác, nếu Tô gia thật sự quy phục Hứa gia, thì dựa vào thực lực Hứa gia để càn quét các gia tộc ở Đông Hải không phải chuyện khó. Nhưng khi Hứa gia quét sạch rồi, quay đầu lại thấy Tô gia ở đó, trong lòng có suy nghĩ gì? Chương 799, tình thế biến đổi. Hai tông sư võ giả. Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh không ngờ rằng lần này Tôn Càn Khôn đến, lại đưa theo hai tông sư võ giả. Xem ra Tôn Càn Khôn rất kiên quyết với cuộc đàm phán hôm nay, đã hạ quyết tâm phải có được chút gì đó từ Tô gia. Có điều hai tông sư võ giả chỉ khiến Chu Dương hơi bất ngờ chứ không có phản ứng gì khác. Mà từ góc độ của người khác, sức mạnh của hai tông sư võ giả mà Tôn Càn Khôn đưa tới thật sự là quá lớn. Không ít các gia tộc nhỏ đã nhao nhao đứng về phía Tôn gia. Ha ha, không ngờ Tôn nhị gia còn có dự định này, mặc dù tôi thấy Tôn nhị gia hùng hổ dọa người, nhưng cách làm của Tô gia cũng không thua kém, ông cho rằng tùy tiện tìm một người đến thì có thể đánh lừa chúng tôi sao? Nhìn thấy Tôn Càn Khôn và hai tông sư võ giả bên cạnh hắn, Đinh Chính Nghĩa mỉm cười chậm rãi đứng dậy, mà phía sau ông ta cũng có hai luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ. Mọi người đều kinh hãi. Lại là hai tông sư võ giả. Như vậy phía Tôn gia và Đinh gia gộp lại với nhau đã có tới bốn tông sư võ giả. Các người. Sắc mặt Tô Thế Minh vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ vì tỏ thái độ của mình lại khiến Tôn gia và Đinh gia tạm thời trở thành liên minh. Mà ông ta càng không ngờ, Tôn gia và Đinh gia mỗi bên lại đưa theo hai tông sư võ giả. Lần này Tô Thế Minh chỉ đưa đến một tông sư võ giả là vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương. Nhưng một đấu bốn căn bản không có phần thắng. Khí thế tông sư võ giả trên người Tô Nam Phương vừa quét qua, liền khiến mọi người thầm kinh sợ. Lúc này mọi người liếc nhìn Tôn gia, Đinh gia và Tô gia với ánh mắt bất thường. Mọi khi ở bên ngoài rất ít khi gặp được tông sư võ giả, mà khi ba gia tộc lớn xuất hiện ở phòng Thăng Long nhỏ bé này lập tức có tới năm tông sư võ giả, nếu chuyện này truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ khiến nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Tô Thế Minh liếc nhìn Chu Dương, sau đó lại nhìn Chu Phong và Ngưu Xuyên. Ông ta biết hai người này là tông sư võ giả hàng thật giá thật, gộp lại với nhau bên phía bọn họ đã có ba người. Tuy số lượng không địch lại sự liên kết của Tôn gia và Đinh gia, nhưng cũng không đến nỗi yếu kém, cho dù Tôn gia và Đinh gia muốn gây sự cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Có điều Tô Thế Minh không biết hai người bên phía Chu Dương là người thế nào, chỉ hy vọng đối phương cũng là tông sư võ giả, nếu là như vậy bên phía bọn họ sẽ chiếm giữ ưu thế. Ha ha, Tôn gia và Đinh gia thật mạnh bạo, tông sư võ giả à, bốn người sao, chà chà. Chu Dương lắc đầu. Khẽ cười nói. Hừ Chu Dương nếu mày biết điều thì cút ngay đi, bọn tao không chắc là sẽ không gây phiền phức cho mày, nhưng nếu mày không biết điều, vậy bọn tao sẽ cho mày biết, trước mặt người có thực lực mạnh mẽ, mày chẳng là cái thá gì. Tôn Càn Khôn rất hài lòng với khí thế mạnh mẽ của bốn tông sư võ giả tỏa ra bên phía mình, mà bên phía Tô gia chỉ có một tông sư võ giả.
tổng hợp lại các phương diện thì bên phía bọn họ đều chiếm ưu thế. Tuy mối quan hệ của Chu Dương với Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake hình như không tệ, nếu Chu Dương thật sự không biết điều, cho dù bất chấp mạo hiểm với câu lạc bộ Silver Lake thì Tôn Càn Khôn cũng sẽ không để Chu Dương yên ổn rời khỏi Thúy Hồ Cư này. Vậy à, người có thực lực mạnh mẽ ư? Thực lực mạnh mẽ là thế nào? Chu Dương hơi khẽ cười, khẽ gật đầu với bốn người phía sau. Lập tức bốn người Ngưu Xuyên, Chu Phong, Hứa Phong Lực, Hứa Phong Phàm chậm rãi bước lên, khí thế trên người chớp mắt đã tản ra. Mọi người kinh hãi, lại là tông sư võ giả ư. Hơn nữa lần này là bốn tông sư võ giả. Ánh mắt nhìn Chu Dương của phần đông những người thuộc các gia tộc nhỏ lúc này đã hơi bất thường, thậm chí là có chút sợ hãi, vội vàng dựa vào phía sau, không muốn bị anh ghi nhớ để tránh sau này gây phiền phức. Khí thế của bốn tông sư võ giả vừa tỏa ra, tinh thần của Tô Thế Minh và Tô Nam Phương liền phấn chấn, ánh mắt sáng rực. Mặc dù cả hai cũng mong hai người còn lại bên cạnh Chu Dương cũng là tông sư võ giả, nhưng hy vọng này vô cùng nhỏ. Đương nhiên bọn họ hiểu rõ Chu Dương, lần trước đến Tô gia, anh đưa theo hai tông sư võ giả Ngưu Xuyên và Chu Phong, bọn họ cho rằng đó là toàn bộ sức mạnh của Chu Dương, nhưng không ngờ rằng chỉ mới hai ngày trôi qua, bên cạnh Chu Dương lại có thêm hai tông sư võ giả. Không vui mừng như Tô gia, sắc mặt của những người Tôn gia và Đinh gia đều vô cùng khó coi. Tôn Càn Không và Đinh Chính Nghĩa trố mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Chu Dương đầy kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả tông sư võ giả trong gia tộc bọn họ, lúc này cũng khá bồn chồn lo lắng. Với Tôn gia và Đinh gia mà nói, trong gia tộc đương nhiên có tông sư võ giả bảo vệ, nếu không bọn họ cũng không thể trở thành gia tộc hạng nhất. Nhưng cho dù tông sư võ giả với gia tộc đó mà nói, cũng vô cùng quan trọng, song số lượng cũng rất ít ỏi. Thực lực của Tôn gia mạnh hơn Tô gia và Đinh gia một phần, nhưng tông sư võ giả trong gia tộc chẳng qua cũng chỉ có 6 người mà thôi. Đinh gia lại càng ít hơn, chỉ có 4 người. Bây giờ hai người mỗi bên đưa theo hai tông sư võ giả, đã xem như cố gắng hết sức. Có 4 tông sư võ giả này, bọn họ dường như có thể hoành hành không cần kiêng dè ở Đông Hải. Nhưng Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa không ngờ, một người như Chu Dương thoáng chốc bên cạnh lại có tới 4 tông sư võ giả. Từ khi nào mà tông sư võ giả lại không có giá trị như vậy? Tình hình đã được xoay chuyển trong chớp mắt. Bọn họ vừa nãy có 4 tông sư võ giả đối đầu với một tông sư võ giả của Tô gia. Nhưng chớp mắt một cái lại biến thành 5 tông sư võ giả của Tô gia và Chu Dương đấu với 4 tông sư võ giả của bọn họ. Hơn nữa 9 tông sư võ giả này, có 8 người đều đã hơn 50 tuổi, nhưng bên cạnh Chu Dương lại có một tông sư võ giả vô cùng trẻ, e là chỉ hơn 20 tuổi, thực lực và sự tồn tại như vậy, khiến Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa cảm thấy ớn lạnh. Tên Chu Dương này rốt cuộc có lai lịch gì, lẽ nào chỉ là một cổ đông của công ty danh Dương như bọn họ biết trước đây thôi sao? Nếu như thật sự như vậy, bên cạnh anh sao có thể có được 4 tông sư võ giả chứ? Bỗng chốc bầu không khí trong phòng Thăng Long trở nên vô cùng kỳ lạ. Những người trong gia tộc nhỏ nhao nhao lùi về sau, cố hết khả năng nhường sân cho Tôn gia, Đinh gia, Tô gia và Chu Dương. Mà 3 gia tộc và Chu Dương lại đứng song song, không ai ra tay trước. Mọi người nói xem, nên làm thế nào? Đúng vậy, không ai ngờ được bên cạnh người đó lại có 4 tông sư võ giả, lẽ nào tông sư võ giả mất giá đến vậy sao? Xem ra bây giờ, Tôn gia và Đinh gia đâm lao phải theo lao rồi, nếu bọn họ ra tay thì không phải đối thủ của Tô gia và Chu Dương, nhưng nếu không ra tay, thì mặt mũi hôm nay sẽ mất hết, truyền ra ngoài cũng sẽ là một đả kích lớn đối với thể diện của hai gia tộc. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, thì thầm riêng với nhau, từng người một nhìn 4 người phía ở giữa, trong lòng cũng rất căng thẳng. Chương 800, lựa chọn 1. Nét mặt Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa hết sức khó coi, ánh mắt ảm đạm như nước, nhìn chằm chằm vào Chu Dương, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Bọn họ không ngờ rằng, bên cạnh Chu Dương sẽ có tận 4 tông sư võ giả, đừng quái lại với tép. Tính ra, Chu Dương và Tô gia cộng lại là có 5 tông sư võ giả, mà hai người họ cộng lại cũng chỉ có 4 tông sư võ giả mà thôi, đừng quái lại với tép. Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa rất khó chịu. Nhưng nét mặt Tô Thế Minh lại rất tốt, đừng quái lại với tép. Ông ta cũng không ngờ Chu Dương có thực lực tới vậy,
thoáng chốc có thể đưa đến 4 tông sư võ giả. Khi trước ở Tô gia, Tô Thế Minh biết bên cạnh Chu Dương có 2 tông sư võ giả, mà lần này, bên cạnh Chu Dương có thêm 2 người nữa, trong lòng Tô Thế Minh đang suy nghĩ, ngoài Ngưu Xuyên và Chu Phong, 2 người còn lại có phải cũng là tông sư võ giả hay không? Bây giờ xem ra, 2 người đó đúng là tông sư võ giả. Tô Thế Minh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tảng đá treo lơ lửng trong lòng đã có thể buông xuống. Nếu hôm nay Chu Dương không có thực lực này, Tô Thế Minh nói không chừng sẽ không bày tỏ thái độ, mà bọn họ cũng không có khả năng khiến Tôn gia và Đinh gia kinh sợ. Tô Thế Minh, Chu Dương, mấy người có ý gì? Tôn Càn Khôn lạnh lùng nói, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Chu Dương, trên mặt đầy vẻ căm hận, tựa như Chu Dương và Tô Thế Minh làm chuyện rất tàn ác với hắn. Tôn Càn Khôn không khỏi tức giận, vốn dĩ sắp ép được Tô Thế Minh về phía họ, mà liên minh kết hợp chống lại Tô gia của hắn và Đinh Chính Nghĩa cũng vô cùng hoàn hảo. Chỉ thiếu chút nữa là thành công, đừng làm như vậy nhữ nhé. Một khi thành công, lợi ích mà Tôn gia bọn họ thu được sẽ không thể tưởng tượng nổi, đừng làm như vậy nhữ nhé. Thứ khác không nói, chỉ cần Tôn gia và Đinh gia hợp sức, chia cắt sản nghiệp của Tô gia ở Đông Hải, thì không có vấn đề gì lớn. Tô gia có tất cả bao nhiêu sản nghiệp, đừng làm như vậy nhữ nhé. Không ai biết, kể cả một người bình thường ở Tô gia cũng không biết. Nhưng có một điểm Tôn Càn Khôn có thể khẳng định là sản nghiệp của Tô gia, quy mô ít nhất cũng hơn 30 tỷ, đừng làm như vậy nhữ nhé. Đây chắc chắn là một miếng bánh khổng lồ đầy cám dỗ với Tôn gia, nếu không xông lên cắn một miếng thì Tôn Thế Minh cảm thấy thật có lỗi với bản thân, đừng làm như vậy nhữ nhé. Thế nhưng, mọi chuyện tốt đẹp ấy lại bị Chu Dương phá hỏng. Không ai ngờ, bên cạnh Chu Dương lại có hẳn 4 tông sư võ giả. Là tông sư võ giả đó. Trên đời này, có khi nào tông sư võ giả không đáng giá chứ? Tôn gia bọn họ được coi là quyền lực bậc nhất trong số các gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, nhưng cho dù là vậy Tôn gia cũng chỉ có 6 tông sư võ giả, khiến các thế lực gia tộc khác khiếp sợ. Tuy nhiên Tôn Càn Khôn không thể đưa theo 4 tông sư võ giả bên cạnh, hôm nay đưa theo 2 tông sư võ giả, là để khiến Ninh gia và Tô gia kinh sợ. Còn thường ngày đừng nói là dẫn theo 2 tông sư võ giả, cho dù là một người cũng không thể. Mà bây giờ, bên cạnh Chu Dương có 4 tông sư võ giả, dường như không cần tiền, nghe theo Chu Dương gọi dạ bảo vâng, không hề có tôn nghiêm của tông sư võ giả, đừng làm như vậy nhữ nhé. Càng huống hồ, bên phía Tô gia còn có một tông sư võ giả nhìn chằm chằm, có thể ra tay bất cứ khi nào. 4 chọi 5, trong lòng Tôn Càn Khôn biết rõ, bên mình không có cơ hội chiến thắng. Nhưng chuyện tốt đến cuối lại bị kẻ khác phá hoại khiến hắn rất bất mãn, mọi người bàn luận sôi nổi cũng khiến hắn cảm thấy mình bị coi thường, trong lòng lập tức muốn trút cơn giận này lên người Chu Dương. Hừ, ý gì, Tôn Càn Khôn, ông còn không biết xấu hổ mà hỏi câu này sao? Tôi cũng muốn hỏi ông có ý gì? Ông và Đinh Chính Nghĩa có ý gì? Muốn ra tay sao? Tôi không biết tai mình A-san A-pem cái quái gì. Tô Thế Minh là gia chủ Tô gia, đương nhiên không phải người lương thiện gì, tức giận trừng mắt nhìn Tôn Càn Khôn, không hề nhân nhượng, tôi không biết tai mình A-san A-pem cái quái gì. Dù sao bên cạnh Chu Dương có 4 tông sư võ giả, Tô Thế Minh lúc này vô cùng tự tin, ngay cả khi đối mặt với Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa không chút sợ hãi. Tô Thế Minh cứng rắn như vậy cũng khiến mọi người rất kinh ngạc, thì thầm bàn luận. Theo tôi thấy, lần này sợ là sẽ không có kết cục tốt đẹp, tôi không biết tai mình A-san A-pem cái quái gì. Đúng vậy, ai ngờ bên cạnh Chu Dương này lại có 4 tông sư võ giả, thực sự quá xa xỉ, tôi không biết tai mình A-san A-pem cái quái gì. Phải đó, nếu không sao gia chủ Tô gia đó có đủ thực lực để trở mặt với Tôn Nhị gia và Đinh Chính Nghĩa chứ? Mọi người nói xem, lần này ai chiếm ưu thế hơn? Lẽ nào Tôn Nhị gia và Đinh Chính Nghĩa phải nuốt cục tức này? Khó nói lắm, chủ yếu là thái độ của Chu Dương, lúc này thực lực 4 bên thì Chu Dương là mạnh nhất. Tôi không biết tai mình A-san A-pem cái quái gì. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn 4 phía, muốn xem của 4 người bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Thế nhưng mọi người lại thất vọng. Tôn Càn Khôn bộc phát cơn giận. Sau khi thấy Tô Thế Minh cứng rắn chèn ép xuống thì dường như không định nói tiếp, hắn ngồi xuống, nhắm mắt mặc kệ. Không có Tôn Càn Khôn dẫn đầu, Đinh Chính Nghĩa cũng không muốn tự mình chuốc thêm phiền phức,
học theo Tôn Càn Khôn ngồi xuống, không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Tô Thế Minh. Chốc lát, bầu không khí căng thẳng giữa bốn bên lập tức tiêu tan, trở nên rất kỳ quái. Tôn gia và Đinh gia tựa như chưa xảy ra chuyện gì, còn Tô Thế Minh và Chu Dương nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng hơi đắc ý. Lần đối đầu này, rõ ràng bên chiếm ưu thế là bọn họ. Hừ, xem ra các ông vẫn thức thời. Tô Thế Minh khẽ cười, nhìn xung quanh một vòng, từ tốn nói. Lựa chọn của Tô gia chúng tôi là hợp tác cùng Chu Dương tiên sinh, về phần Tôn gia và Đinh gia các ông định làm gì, thì không liên quan đến Tô gia. Tôi không quan tâm các ông quyết liệt chống lại Hứa gia, hay chỉ ngồi ngoài không làm gì cả, điều đó chẳng liên quan gì đến Tô gia chúng tôi. Đừng nghĩ lấy Tô gia làm bia đỡ đạn cho mấy người. Tô Thế Minh cương quyết nói, ánh mắt nghiêm túc. Những lời của Tô Thế Minh, có thể nói là thẳng thắn bày tỏ thái độ của bản thân, cũng tỏ rõ thái độ của Tô gia. Trong bốn bên, theo như thái độ của Tô Thế Minh có nghĩa là Tô gia và Chu Dương đều đã có quyết định. Bây giờ, chỉ còn Tôn gia và Đinh gia chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc dù lúc trước mọi người đều đã thảo luận, dường như Tôn gia chủ trương chống lại Hứa gia, thì đương nhiên Đinh gia cũng sẽ làm vậy, tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Thế nhưng, trước khi chính chủ bày tỏ thái độ, ai cũng không coi lời đồn đại là thật, tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Chúng tôi đã có quyết định rồi, bây giờ đến lượt mấy người, Tôn Càn Khôn, Đinh Chính Nghĩa. Tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Tô Thế Minh lạnh lùng quát lên, sau đó quay lại chỗ ngồi, thầm gật đầu với Chu Dương, trong mắt đầy cảm thán. Mới bao lâu mà Chu Dương đã trưởng thành đến mức này rồi, tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Tô Thế Minh mơ hồ nhớ lại, lần đầu tiên ông ta gặp Chu Dương còn quá trẻ, hiển nhiên chưa thành thục đến vậy, cách đối nhân xử thế còn hơi non nớt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.